chà. Hello, chào các cháu. Lát á. Hello, chào Von Việt, chào Đinh Thị Thu Thảo, chào Ngọc Thạch, chào Hoàng Jin, chào Vân Âm, chào Hạ Nhi, chào Hoài Thanh, chào Phương Nga, chào Vũ Thị Thanh Xuân, chào Hạ Nhi, đâu đứng hình làm sao được, chào Moon Pookie, chào Hoài Thanh, Hạ Nhi, đâu lát đâu, làm gì có lát đâu. Hello, chào các cháu ạ. Các cháu đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của chú Minh Merlin. Chú Minh chữa cái đề của Sở Dục và Đào tạo Hà Nội. Hôm nay chú Minh sẽ chữa full ạ. Nếu mà được 500 cháu theo dõi buổi livestream ngày hôm nay ạ, thì chú Minh sẽ chữa full đề này ạ. Cực kỳ kinh điển. Hello, chào Linh Chi Trịnh, chào Đinh Thu Thảo, chào Ngọc Thạch. Chưa làm luôn rồi chưa cháu ạ? Bởi vì là chú Minh thường thì chú Minh vẫn có cái là tặng quà đầu buổi. Thế nên là trước khi học thì chú Minh sẽ là tặng quà đầu buổi dành cho các cháu. Dành cho các bước để được nhận quà là bước 1 xem video livestream này lại về tường. Bước 2 là comment đáp án câu số 1 thì các cháu sẽ được nhận quà. Và buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tặng quà các cháu là chọn bộ kiến thức trọng tâm hữu cơ lớp 12 nhá. Chọn bộ kiến thức trọng tâm hữu cơ lớp 12. Thế thì trước khi vào học cái buổi ngày hôm nay á, cháu Linh Chi Trịnh, trước khi vào buổi ngày hôm nay thì chúng mình nhận xét qua về cái đợt Sở Dục Hà Nội đã. Là tối hôm qua thì chúng mình có chữa cho các cháu cái đề là đề về của cái tối hôm qua đấy, là tối hôm chủ nhật đấy. Chú Minh có giải cho các cháu là về cái tờ đề là tờ đề của chuyên khoa học tự nhiên. Thì với cái tờ đề đây, đây tối hôm qua chú Minh có chữa cho các cháu là đề chuyên khoa học tự nhiên. Thì với cái tờ đề này của chuyên khoa học tự nhiên thì nó vẫn dính giảm tải và vẫn dính tinh giản. Đấy là một cái điều không thích của chú, nó có dính hai câu ở trong phần tinh giản. Thế nhưng mà đổi sang cái đề Sở Dục Hà Nội này thì thực sự là đúng là một cái sự đề làm đề cực kỳ trau chuốt ở của Sở Hà Nội. Đó là đề nó không bị dính tinh giản, làm đề rất là hay luôn. Và nếu mà để chúng mình đánh giá thì đề của khoa học tự nhiên thì nó sẽ khó hơn đề thi trung học thông quốc gia, còn đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nó sẽ dễ hơn hoặc là gần bằng với đề thi trung học thông quốc gia năm nay. Thì rất là mong muốn là các cháu sẽ cùng chúng mình trong cái buổi ngày học ngày hôm nay để mà chúng ta cùng có thể học tốt hơn về môn hóa và chúng mình có thể độ cho các cháu học khủng ở môn hóa vào ngày hôm nay ạ. Thế thì rất là mong muốn là các cháu hãy share video livestream này ạ, bởi vì đây là một video livestream free ạ, và giúp chúng mình là tag các bạn bị mất gốc vào trong video livestream này. Bởi vì ạ, 20 câu đầu là 20 câu gì ạ? 20 câu đầu là 20 câu chấm liệt ạ. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Những cháu nào muốn đăng ký sách cũng như là các cái khóa học của chú Minh thì có thể inbox cho chú Minh. Sáng hôm nay, tối hôm qua chú Minh dạy các cháu đến tận 12 giờ đêm. Sáng hôm nay thì chú Minh dậy sớm lúc 5 giờ để dạy cho các bạn trong nhóm live VIP học tổng ôn ST buổi 1. Và sáng ngày mai ạ. Sáng ngày mai là sáng hôm thứ ba. Chúng ta sẽ có sang buổi thứ hai là buổi tổng ôn carbohydrate buổi 2 ạ. Những cháu nào và bây giờ là những cái khóa tổng ôn của chúng mình bây giờ chỉ còn 250.000 trên khóa học đến lúc thi thôi ạ. Cháu nào muốn đăng ký thì có thể hoàn toàn inbox cho chú ạ. Hello, chào Chúc Chúc. Chào cả nhà nhá. Ok, bây giờ chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu comment đầu tiên và share video livestream này lại về tường ạ. Ok, rồi mình bắt đầu vào học ạ. Ok ạ. Câu đầu đầu tiên ạ, chào Linh Chi Trịnh nhá. Nhớ này, điều kiện để nhận được quà của chú Minh là bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Linh Chi Trịnh chưa share ạ, chưa có quà. Chú Minh sẽ chỉ tặng quà cho 20 cháu đầu tiên thôi ạ. Chào Hạ Nhi ạ. Hạ Nhi share chưa ạ? Hạ Nhi share rồi ạ. À, quý bạn Hạ Nhi, thế Hạ Nhi còn tổ chức cả xem chung luôn. Nó gửi quà cho Hạ Nhi luôn ạ. Rất là cảm ơn các cháu ạ. Đấy, hello. Chào cả nhà nhá. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi livestream của chú Minh Berlin. À, rất là mong muốn cả nhà cùng ủng hộ chúng mình bằng cách là share video livestream lại về tường ạ. À, những cháu nào mà share video livestream lại về tường thì ngay lập tức có quà của chúng mình luôn ạ. Hello chào cả nhà, chào Nguyễn Thị Hiền Thu. Chúng mình xin phép tặng quà cho 20 cháu đầu tiên comment đáp án của buổi ngày hôm nay và share video livestream này lại về tường ạ. Chúng mình xin phép các cháu một chút ạ. Đấy, những cháu nào mà share thì lập tức là comment đáp án ạ. Đây Linh Chi Trịnh đây. Ok. Linh Chi Trịnh vẫn chưa share mà cháu. Đấy chúng mình vừa kiểm tra xong. Chào Đạt Nguyễn ạ. Hello chào các cháu ạ. Hãy share video livestream này bởi đây là một video livestream free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này để chúng mình độ kiếp hóa cho các cháu ạ. Ở đây chúng mình sẽ là đóng vai trò là độ ta không độ hóa đúng không? Ok đây cháu Vân Âm, mãi mới có cháu Vân Âm đã share video livestream ạ. Chúng mình gửi quà cho luôn cho cháu Vân Âm ạ. Các cháu nhớ nhá, bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án chúng mình sẽ gửi quà luôn cho cháu ạ. Hello, chào cả nhà. Chào Quốc Đăng nhá, chào Hiệp Jimmy. Hello. Các cháu hoàn toàn có thể theo dõi các buổi livestream của chú Minh vào tối thứ hai, tối thứ tư, tối thứ sáu và tối chủ nhật hàng tuần ạ, trên fanpage của chú Minh Merlin ạ. Chú Minh khuyên là tốt nhất là các cháu nên
đặt chế độ xem trước fanpage của chú Binh để nhận được những cái buổi live cực kỳ chất của chú Binh với những skill kinh điển của chú Binh ạ. Hello, chào Vũ Hồng Ánh ạ. Vũ Hồng Ánh có quà rồi, chào Lê Thắm. Đấy, Lê Thắm tối nào cũng comment đáp án luôn. Lê Thắm tổ chức xem chung này này. Cảm ơn Lê Thắm nha. Đấy. Các cháu hãy share video livestream bởi vì đây là một video livestream free và giúp chú Binh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này, bởi đây là 20 câu đầu, là 20 câu. 20 câu đầu là 20 câu gì ạ? Hello, chào Nguyễn Bá Thanh Minh. 20 câu đầu là 20 câu chống liệt ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi video livestream của chúng mình ạ. Chúng mình xin phép gửi quà tặng cho 20 cháu đầu tiên comment đáp án câu số 1 và share video livestream này lại về tường ạ. Đây là món quà của chúng mình tự soạn ạ. Cháu này chưa share ạ. Đây là một món quà của chúng mình tự soạn. Hello, chào Phan Đông Hưng. Hello, chào Phan Đông Hưng. Phan Đông Hưng. Còn Phan Đông Hưng chưa share. Chào Chúc Chúc nha, chào Duy Khánh. Chào Duy Khánh. Hello, chào Duy Khánh ạ. Duy Khánh share rồi ạ. Đây, gửi quà cho Duy Khánh. À, chúng mình xin phép các cháu là đây, chú Duy Khánh có quà rồi, chúng mình xin phép các cháu, chúng mình gửi quà nốt cho một bạn nữa thôi nhá. Chúng ta bắt đầu học. Moon Pookie. Hello, chào Moon Pookie ạ. Moon Pookie chưa xe. Gửi quà thêm cho một cháu nữa thôi ạ. Hoàng Thị Tú này, chào Nguyễn Thị Huệ, chào Nguyễn Minh Hà, chào Phùng Quỳnh Trang. Hello, chào Phùng Quỳnh Trang. Chú Minh vừa dạy off về là dạy like cháu luôn ạ. Chưa thấy cháu này xe luôn. À, hello, chào Chúc Chúc. Đây, Chúc Chúc comment rồi. Chúc Chúc comment đấy, Chúc Chúc xe chưa? Chúc Chúc xe rồi đây. Gửi quà cho Chúc Chúc luôn. Ok. Thôi mình bắt đầu vào học nhá. À, cái chuỗi tặng quà của chú Binh bắt đầu từ câu số 41 à, thì cứ những cái câu mà tròn trục, ví dụ như câu 41 này, câu 50 này, câu 60 này, câu 70 và câu 80, chú Binh sẽ tặng quà cho các cháu. Và chú Binh sẽ tặng quà cho những cháu nào mà nhiệt liệt comment đáp án nhiều nhất để chú Binh nhớ tên nhé. Nhớ phải comment đáp án thật nhiều để chú Binh nhớ tên và share video livestream là về tường cũng như tag các bạn của các cháu vào trong video livestream này. Rồi, hello, chào Vương Đông. Chào cả nhà nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Vào ngày hôm nay chúng ta bắt đầu nhá. Ok, sẵn sàng chưa? Ok ạ. Chấm cái đi ạ, chấm cái cho sẵn sàng đi ạ, rồi chúng ta bắt đầu chiến đấu ạ. Các cháu thế thế nào ạ? Các cháu thấy ổn không ạ? Hello. Các cháu thấy ở đây chú Minh nói cho các cháu biết một chút là về cái đề của Sở Hà Nội này là một đề cực kỳ khá là hay ạ. Đề của Sở Hà Nội này nó rất là sát với lại đề thi minh họa vừa rồi của Bộ, thế nên là chú Minh mới chữa cái đề này của Sở Hà Nội ạ. Chúng ta bắt đầu nhé. Cái câu số 41 này là cái câu mà hôm qua có bạn bạn hỏi chúng mình là natri hydrocarbonate, và bạn ấy cứ thắc mắc mãi là natri hydrocarbonate là N2CO3 nhá. Rất là nguy hiểm ạ. Câu chúng ta bắt đầu chữa đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đề thi thử khảo sát Trung học phổ thông quốc gia, bài thi khoa học tự nhiên, môn thi thành phần hóa học. Làm thời gian làm bài 50 phút và đề này là đề năm 2020 ạ. Ok. Câu 41 ạ. Natri hydrocarbonate là một hóa chất được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm. Natri hydrocarbonate có công thức hóa học là. Thế thì cái câu này nó rất là giống với lại cái câu ở trong cái đề của chuyên khoa học tự nhiên đúng không các cháu? Vậy thì natri hydrocarbonate có từ hydro vì nó phải là NaHCO3. Ok. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Có rất nhiều cháu comment đúng nhá. Câu 42 ạ. Công thức hóa học của nhôm sunfat là đấy ạ. Nhôm sunfat là gì ạ? Là có nhôm và có gốc sunfat. Đây có nhôm và gốc brom, vứt. Đây là nhôm bromua. Anh này là nhôm clorua. Anh này là nhôm nitrat. Vậy nhôm sunfat là Al2SO4 3 lần ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi video này của chú Minh. Hãy giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này, bởi vì đây là một video gì ạ? Free ạ. Câu 44 ạ. Thạch cao chất X có công thức. Chất X có công thức là đây đây đây, tên gọi của X là. Thế đây chúng mình dạy các cháu cách thuộc tên này. Đếm xem này có bao nhiêu carbon. Các cháu cùng đếm nhé. 1 2 3 4 5. 5 carbon mà theo La Mã thì 5 là V. Vậy thì đầu anh này sẽ là gì? Valin. Được chưa? Các cháu nhớ nhé. Valin. Không phải glycine, không phải lysine, không phải alanine. Valin thì có 5 carbon. Đáp án đúng đáp án D. Ok, câu 44 ạ. Câu 44, câu này cũng giống với lại đề thi thử của trường chuyên khoa học tự nhiên. À, lần số 2, thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Công thức của thạch cao nung là. Công thức của thạch cao nung. Thế thì anh này là gì ạ? Canxi carbonate, vứt. Anh này là canxi sunfat, nhưng anh này là canxi, đây là thạch cao khan. Được chưa? Anh này là cặp, đây là thạch cao gì ạ? Anh này cũng không phải là thạch cao nung ạ, mà thạch cao nung là gì ạ? CaSO4 ngậm một nước ạ. Đáp án đúng là đáp án D ạ. À, các bạn học giỏi giúp chú Binh tag các bạn học kém hay là mất gốc hóa vào đây để chú Binh độ nhé. Cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Binh ạ. Câu 45 ạ. Nước đá khô
Đấy, chúng mình rất thích cái đề sở Hà Nội này bởi vì là nó kiểm tra cả phần kiến thức lớp 11 của các cháu. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo ra môi trường lạnh và khô, thuận lợi cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là gì ạ? Rất nhiều cháu bị nhầm ạ. Đây là nước đá ướt ạ. Đây là nước mà. Đúng không ạ? Bỏ luôn nhá. Vậy ở đây này, chúng ta có nước đá khô của chúng ta là CO2 dạng rắn. Tại sao ạ? Tại vì CO2 dạng rắn này nếu mà nó mà tan ra thì nó sẽ tồn tại dưới dạng hơi thì không ảnh hưởng đến hoa quả với thực phẩm. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ. Rất là dễ các cháu nhé. Rất là dễ thôi, cái đề của Sở Hà Nội này chúng mình rất là thích cái đề này, bởi vì đề này ra rất là sát với lại cấu trúc mà nó lại cũng không bị dính vào phần tinh giản, thế nên chúng mình mới chữa cái đề này cho các cháu. Câu 46. Câu 46 ạ. Chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu? Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu là gồm chứa ion canxi 2 cộng và ion magie 2 cộng các cháu nhé. Đấy, chứa hai ion này. Và vĩnh cửu thì nó có chứa Cl trừ hoặc SO42 trừ. Thì các cháu phải nhớ này, cái nguyên tắc để làm mềm nước cứng, cái nguyên tắc để làm mềm nước cứng các cháu nhé, là phải làm giảm cái nồng độ của canxi 2 cộng và magie 2 cộng xuống. Thế thì muốn làm giảm cái nồng độ của canxi 2 cộng và magie 2 cộng xuống thì ở đây chúng ta phải sử dụng một cái thằng nào đó mà kết tủa được hai thằng này. Không nên sử dụng CaOH2 lần, bởi vì CaOH2 lần nào cung cấp ion canxi 2 cộng, vứt HCl vào chẳng được cái tác dụng gì, vứt CaS4 vào chẳng được tác dụng gì, vứt nốt. Vậy ở đây chúng ta có hai cái chất mà luôn luôn có thể làm mềm nước cứng, có mọi loại nước cứng, đó là Na2CO3 và Na3B4. Trong bài thi nếu các cháu nhìn thấy một trong hai này thì các cháu có thể tô ngay tức là chứng minh được luôn. Vậy đáp án đúng ở đây của chúng mình là đáp án C ạ, Na3B4 ạ. Câu 47. Câu 47 có một skill của chúng mình dạy các cháu như sau để dành cho các cái cháu mà bị mất gốc, chống liệt hóa đi ạ. Chống liệt hóa là ở đây ạ. À, các cháu học giỏi giúp chú Vinh là tác các cái bạn mà bị mất gốc vào trong video này giúp chú Vinh vậy ạ. Quặng manhetit. Ở đây chú Vinh dạy các cháu nhé. M mấy chân ạ? M đây là M3 chân. Bởi vì là M3 chân nên nó phải là Fe3 các cháu nhé. Nhớ chưa ạ? M3 chân nên nó phải là Fe3. Vậy ở đây chúng ta đúng là đáp án A, Fe3O4. A, Fe3O4 ạ. Câu 48. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? Đây chú Vinh rất thích cái đề của Sở Hà Nội. Bởi vì làm sao? Hàng năm để Hà Nội, Sở Hà Nội từ năm 2017 cho đến nay, năm nào cũng có cái đề thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 như thế này. Thì luôn luôn là đề thi này ra rất là sát với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Bởi vì làm sao? Hà Nội là thủ đô mà. Chất điện ly mạnh thì nó là gồm các chất axit mạnh, bazơ mạnh, đúng chưa? Và muối. Anh này là glucose không bị điện ly ạ. Anh này là NH3 không ạ. Anh này là chất điện ly yếu, vứt ạ. Được chưa? Vậy thì ở đây đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? NaOH, NaOH đây là chất điện ly mạnh bởi vì nó là bazơ mạnh các cháu ạ. Ok ạ, câu 49 ạ. Để chúng mình thấy có rất nhiều cháu comment đúng rồi nhá. Trong công nghiệp nhôm được điều chế bằng phương pháp nào ạ? Trong công nghiệp nhôm được điều chế bằng phương pháp nào ạ? Các cháu lưu ý nhá, nhôm của chúng ta làm sao ạ? Không thể điện phân dung dịch được bởi vì nhôm nó tác dụng với nước. Được chưa ạ? À, nhôm thì không thể điện phân nóng chảy AlCl3 được tại vì là anh này nó làm sao ạ? Nó bị bốc hơi trước khi nóng chảy. Được chưa? Thế thì không thể dùng CO khử được oxit nhôm được bởi vì CO chỉ khử được các oxit đứng đằng sau nhôm thôi ạ. Vậy thì chuẩn ở đây phải là điện phân nóng chảy Al2O3 có cryolith. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ. Ok ạ, rất là dễ thôi ạ. Các cháu ơi, sang câu 50 rồi. Câu 50 chúng mình đã nói rồi nhỉ? Chúng ta sẽ tặng quà, chúng ta sẽ có chương trình tặng quà ở các mốc như 50, 60, 70 và 80. Ở đây sang câu 50, các cháu nào comment đáp án câu số 50 nhanh nhất nhá. Và share video live stream này lại về tường, cũng như là tag các bạn bị mất gốc vào trong video live stream này thì chúng mình sẽ tặng quà ngay lập tức ạ. Câu 50 câu hỏi là sắt có số xóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây ạ? Ok ạ, câu 50 sắt có số xóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây? Đây các cháu comment đáp án này, đây chúng mình đi tặng quà đi ạ. Chỉ cần comment đáp án share video live stream lại về tường đó ạ. Cháu nào comment đáp án câu 50 đầu tiên ạ. Đây ạ. Câu 50 ạ. Đây ạ. Sắt có số xóa dương 2 trong hợp chất nào ạ? Chú Minh đang chờ đợi những cháu comment đáp án câu 50 đầu tiên và share video live stream lại về tường ạ. Để nhận quà của chú Minh đơn giản lắm ạ. Bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án là ngay lập tức có quà luôn ạ. Câu 50 ạ. Câu 50 đáp án gì ạ? Câu 50 đề bài hỏi chúng ta là sắt có số xóa dương 2 là trong hợp chất nào ạ? Sắt có số A. Đây đây đây. Trang Selena, chào Trang Selena nhá. Chào Trang Selena, Trang Selena chưa xem video livestream chú Minh chưa có quà. Hello, chào Huy Trần nhá. À, chào Huy Trần xem video livestream chú Minh rồi, cảm ơn Huy Trần nhá. Cảm ơn Huy Trần. Ơ sao Huy Trần lại không gửi được quà cho Huy Trần? Đây 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 được rồi. Đây gửi quà cho Huy Trần luôn này.
Bước 1 xem video livestream của chú Bích lại về tường. Bước 2 comment đáp án, chú Bích sẽ gửi quà cho cái cháu ngay lập tức luôn. Hello, chào Nguyễn Đức Tuyến. Hello, chào cháu Tuyến nhá. Cháu Tuyến xem video livestream ạ. À. Cháu Tuyến chưa xem ạ, chưa xem chưa có quà cháu ơi. À, hello, chào Lê Luận. Lê Luận xem video livestream chú Bình chưa ạ? Lê Luận chưa xem chưa có quà cháu ơi. Bước 1 phải xem video livestream cơ. Hello, chào Nguyễn Đại. Nguyễn Đại top fan chắc phải xem rồi. Nguyễn Đại xem chưa? Đây Nguyễn Đại xem rồi đây. Gửi quà cho Nguyễn Đại luôn ạ. À. Gửi quà cho Nguyễn Đại luôn. Đấy, chọn bộ kiến thức trọng tâm hữu cơ luôn. Đấy các cháu nhìn thấy chưa? Bước 1 chỉ cần share video livestream lại. Hân hạnh giới thiệu với các cháu, đây là một top fan của chú Minh nhưng mà cháu này lại là một top TikToker đấy. Hello chào Lan Hoa, Lan Hoa vừa này có quà rồi nhá. Hello chào Tú, hello hôm nay mới thấy Tú, Tú lùn. Đấy, Tú share video livestream chú Minh rồi ạ. Bước 1 share video, liệu tối nay chúng ta có vượt được tối hôm qua không ạ? Tối hôm qua là 505 bạn cùng học với chú Minh thì liệu tối nay chúng ta có bùng nổ lên thành 600 bạn được không ạ? Nào cùng cố, nào cùng gánh team rồi các cháu nào. Bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Nếu lên được hơn 600 bạn học tối ngày hôm nay thì chú Minh sẽ có quà cực kỳ to dành cho tất cả các cháu học cùng với chú Minh đêm nay ạ. Hello chào cả nhà đang theo dõi cái buổi livestream. Ủa vượt luôn rồi này. Hello chào cả nhà, Hạ Nhi ạ. Hello chào cháu Hạ Nhi nhá. Hello chào cháu Hạ Nhi. Hạ Nhi share video livestream ạ. Đây, gửi quà cho Hạ Nhi luôn, gửi quà cho Hạ Nhi luôn ạ. Bước 1 share video livestream của chú Minh lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. À, đây là đề của Sở Giáo dục Hà Nội cháu ạ. Đây là đề của Sở Giáo dục Hà Nội. Đây là đề của Sở Giáo dục Hà Nội các cháu nhé. À, bước 1 share video livestream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Chào Lê Thị Hồng Nhung nhá. Hello chào cháu Lê Thị Hồng Nhung. Ở câu số 10 chú Minh chỉ tặng quà cho 10 cháu thôi và cháu Lê Thị Hồng Nhung này rồi thì chú Minh chỉ tặng quà được thêm một cháu nữa thôi. Sau đó chú Minh sẽ lại tặng quà ở câu số 20 các cháu nhá. À, đấy, chú Minh sẽ lại tặng quà ở câu số 20 cho các cháu ạ. Hello chào Phương Thảo. Phương Thảo share video livestream chú Minh chưa nào? Phương Thảo share rồi, ok. À, bước 1 share video livestream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án là các em lập tức nhận được quà của chú Minh luôn ạ. Ok đấy, đây là cái đề của Sở Hà Nội. Chú Minh rất là thích cái đề này ạ. Chú Minh rất là thích cái đề tối nay mà lên được hơn 600 bạn cùng học với chú Minh thì ngay lập tức có quà cực kỳ to đùng dành cho các cháu ạ. Hello. À, tiện thể đây chú Minh giới thiệu một chút là sáng mai cái buổi lớp tổng ôn chú Minh sẽ bắt đầu tổng ôn sang carbohydrate. À, cháu nào muốn học tổng ôn của chú Minh thì vui lòng inbox cho chú Minh ở phía dưới thì sẽ ngay lập tức nhận được ưu đãi khoa học chỉ còn 250.000 học đến tận lúc thi ạ. Câu số 50 nào. Câu số 50 đây chú Minh bảo đây. Sắt có số xóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây ạ? Sắt có số oxy hóa 50. Sắt có số oxy hóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây? Thì chúng ta có này, sắt chúng ta sẽ có số xóa dương 2 trong hợp chất FeO. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 51 ạ. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển đỏ ạ? Nào, dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển đỏ ạ? Metinamin là CH3NH2, cháu này làm quỳ tím chuyển màu xanh ạ. Glycine là H2NCH2COOH, cháu này không làm quỳ tím đổi màu bởi vì có một nhóm COH và một nhóm NH2 ạ. Cháu lysine này có hai nhóm NH2 và một nhóm COOH nên làm quỳ tím đổi thành màu xanh ạ. Loại nốt ạ. Ở đây mình có axit glutamic có hai nhóm COOH và một nhóm NH2 nên làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Này, thực ra chúng ta nhìn thấy axit thì chúng ta biết là quỳ chuyển thành màu đỏ rồi phải không các cháu? Rất là dễ thôi ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi dạy ngày hôm nay của chúng mình. Các cháu hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây bởi vì 20 câu đầu là 20 câu chống liệt hóa. Câu số 52 ạ. Câu số 52. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là khi và chỉ khi nó ở điều kiện thường nó đã tồn tại ở thể lỏng rồi, đúng không? Ở điều kiện thường mà nó mà tồn tại ở thể lỏng rồi thì đáp án đúng của chúng ta nó là gì ạ? Anh Thủy Ngân ạ. Thủy Ngân ở điều kiện thường nó đã tồn tại ở thể lỏng rồi. Và Thủy Ngân này bon nước thêm cho các cháu là Thủy Ngân này còn còn được chứa được rất là nhiều ở bên trong mộ của Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc ạ. Câu số 53. Chất nào sau đây có hai liên kết đôi trong phân tử? Cái này mình phải nhớ về phần kiến thức lớp 11 rồi. Acetylen CH nối 3 CH, cháu này có một liên kết 3. Vậy là toang luôn ạ. Metan là CH4, không có liên kết đôi nào. Toang tiếp ạ. Ethylen là CH2 nối đôi CH2, chỉ có một liên kết đôi. Toang tiếp ạ. Buta 1,3 dien, đây ạ, buta 1,3 dien, có hai liên kết đôi trong phân tử. Và bonus thêm cho các cháu thì đây là đáp án đúng và anh này còn chuyên được sử dụng để trùng hợp để tạo thành cao su buna, các cháu nhớ nhá. Anh này chuyên được sử dụng để trùng hợp để tạo thành cao su buna. Ok, sang câu số 54. Sang câu số 54 ạ.
Kim loại nào sau đây hiện nay được điều chế chủ yếu bằng phương pháp nhiệt luyện ạ? Kim loại nào sau hiện nay được điều chế chủ yếu bằng phương pháp nhiệt luyện? Nhiệt luyện thì chủ yếu để sử dụng để điều chế các kim loại đứng đằng sau anh nhôm ạ. Vậy không thể sử dụng để điều chế nhôm toang thằng nhôm ạ. Không thể sử dụng để điều chế thằng natri toang thằng natri ạ. Không thể điều chế sử dụng thằng canxi toang thằng canxi ạ. Bởi vì làm sao ạ? Bọn này nó tác dụng với oxy hết. Tất cả bọn này đều tác dụng oxy điều kiện thường thì làm sao mà nhiệt luyện được phải không các cháu ạ? Vậy thì đáp án đúng ở đây của chúng ta nó phải là đáp án gì ạ? Đáp án đúng ở đây của chúng ta nó bắt buộc phải là đáp án C phải không các cháu? Đáp án đúng ở đây chúng ta là đáp án C, sắt ạ. Ok. Câu 55 ạ. Polymer nào sau đây có được tổng hợp bằng phương pháp trùng ngưng ạ? Trùng ngưng ạ. Polystyrene. Polystyrene là CH nối đôi CH2, C6H5, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì nó tạo thành CH, CH2, C6H5 ạ. Anh này là thực hiện bằng phản ứng trùng hợp ạ. Vậy toang cháu này ạ, anh này là trùng hợp các cháu ạ. Polyalkylon nitrin, phần này các cháu sợ lắm. Đi từ vinyl cyanua. Vinyl cyanua, đây có nối đôi CC, cháu này cũng là trùng hợp ạ. Cháu này cũng là trùng hợp, xin thưa với các cháu ạ. Trùng hợp ạ, trùng hợp nên cháu nào chọn cháu này là lại toang nốt ạ. Vậy là chúng ta lại loại đáp án gì ạ? Chúng ta lại loại đáp án B ạ. Đáp án B bị loại ạ. Polymethyl mesh acrylate, anh này là thủy tinh hữu cơ ạ. C nối đôi C gạch C gạch C O O CH3 thì anh này lại là trùng hợp tại có nối đôi CC ạ. Loại nốt ạ. Vậy ở đây chuẩn chúng ta là polyethylene terephthalate các cháu nhá. Polyethylene terephthalate, terephthalate như chúng mình vẫn bảo với các bạn ạ. Polyethylene terephthalate ở đây chúng ta sẽ có đây ạ. Đây 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 các cháu nhìn nhá. CH2 này, CH2 này, OH này, OH này cộng với lại HOOC này, C6H4 này, COOH này thì cháu này nó sẽ trùng hợp với trùng ngưng với nhau để tạo thành là O này, CH2 này, CH2 này, OOC này, C6H4 này. Được chưa? COO này, đây ạ, đây cháu này. Được chưa? CO thôi ạ. Tất cả N lần và cộng với lại nước ạ, cộng với lại nước ạ. Vậy ở đây đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án C. Các cháu nhớ nhé, nhớ nhớ cái phương trình trùng ngưng mà chúng mình dạy đấy. Cái thằng này rất hay thi ở những cái câu khó khó ạ. Câu 56, phát biểu nào sau đây là sai ạ? 56, phát biểu nào sau đây là sai? Kim loại mạnh đều đẩy được kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối. Toang ạ, cái này sai ạ. Kim loại mạnh ví dụ như natri. Natri mà vào trong dung dịch COS số 4 thì natri tác dụng với nước trước chứ nó không thèm đẩy thằng đồng ạ. Toang ạ. Thành phần chính của vỏ các loại ốc sò hến là CaCO3, cái này đúng. Nhá, cái này đúng. Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế các kim loại có tính khử trung bình. Đúng. Đồ vật bằng gang thép để lâu trong không khí thì bị ăn mòn điện hóa. Đúng ạ. Vậy phát biểu sai của chúng ta là đáp án A. Alo, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Rất là cảm ơn cái sự mà ủng hộ nhiệt thành của các cháu. Và hãy share video này, đây là một video free, và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu lại vào trong video này. Và trong video này, bởi vì là video này là video mà chống liệt ạ. Câu số 57 ạ. Triolene. Triolene không phản ứng với, thế các cháu phải nhớ chúng mình. Triolene là gì ạ? C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5 thì ở bên trong cái gốc C17 này có nối đôi CC ạ. Và bởi vì nó có nối đôi CC nên nó ăn với lại hydro ạ, niken ạ. Nó ăn với dung dịch brom bởi vì nó là mất màu brom ạ. Nó có thủy phân với NaOH đun nóng bởi vì nó có nhóm chức COO ạ. Vậy thì triolin chỉ không phản ứng với thằng nào thôi ạ. Triolin chỉ không phản ứng với dung dịch NaCl thôi ạ. Nó chỉ không phản ứng với dung dịch NaCl. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các cháu nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 58 ạ. Câu 58. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam magie. Chúng ta tìm được số mol magie bằng 4,8 mà chia cho 24 thì bằng 0,2 mol. Cái này viết phương trình cũng ra cộng với lại HCl để tạo thành MgCl2 cộng với lại H2. Vậy ở đây chúng ta sẽ tìm ra được số mol H2 bằng 0,2 mol. 0,2 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 4,48 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Ok ạ, đáp án đúng là đáp án C ạ. Câu 59 ạ, các cháu thấy có dễ không ạ? Đấy, đây là cái đề của Sở Giáo dục Hà Nội đấy ạ, vừa mới thi xong ạ, mới thi đấy ạ. Câu số 59 ạ. Cho m gam bột sắt.
cho mg bột sắt. Đây bột sắt ạ. Tác dụng với dung dịch CuSO4 dư thì thu được FeSO4 cộng với lại Cu. Số mol Cu ở đây đề bài cho chúng ta bằng 12,8 chia 64 ạ. 12,8 mà chia cho 64 thì bằng bao nhiêu? 0,2 mol. 0,2 mol ạ. 0,2 mol, vậy ngay lập tức chúng ta tìm ngược lại được số mol sắt là 0,2 mol sắt. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của sắt là 0,2 nhân 56 thì bằng 11,2 gam ạ. 11,2 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, các cháu ơi, chúng ta lại sang câu số 60 rồi ạ. Như chúng mình đã nói với các cháu thì câu số 60 này thì những cháu nào mà share video live stream của chúng mình lại về tường và comment đáp án thì ngay lập tức sẽ nhận được quà của chúng mình ạ. Bắt đầu tính câu 60 ngay từ bây giờ ạ. Các cháu nhớ share nhá. Ở đây chúng mình thấy có rất nhiều cháu share video live stream ạ. Đây, cháu Đạt Nguyễn, hello, chào Đạt Nguyễn, Đạt Nguyễn share chưa? Đạt Nguyễn chưa share, chưa có quà cháu ơi. Hello, chào Hiền Thị top fan đây. Hiền Thị top fan share chưa? Hiền Thị cũng chưa xe ạ, chưa có quà cháu ơi. Nhớ bước 1 là phải xe ạ. Hello, chào Nhân Văn. Nhân Văn xe, chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu thôi ạ. Nhân Văn xe rồi, gửi quà cho Nhân Văn luôn ạ. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án thì chúng mình sẽ bonus quà cho các cháu ạ. Hello, chào Đức Nguyễn. Đức Nguyễn xe video live stream lại về tường chưa ạ? Hello, chào Đức Nguyễn. Đức Nguyễn chưa xe ạ, chưa có quà ạ. Hello, chào Hoa Minh. Hoa Minh xe chưa ạ? Các cháu nhớ nhá, bước 1 xe, bước 2 comment đáp án. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi live stream hôm nay của chú Bích ạ. Hãy share video live stream này, tại vì đây là một video live stream free ạ. Và giúp chú Bích tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video live stream này ạ. Bởi vì 20 câu đầu là 20 câu chống liệt hóa. 20 câu đầu là 20 câu chống liệt hóa. Hello. Hello, chào cả nhà. Đấy, cả nhà comment rất là nhanh ạ. Hello, chào Kiều Anh. Đây, gửi quà cho Kiều Anh luôn ạ. Gửi quà cho Kiều Anh luôn. Đấy, chọn bộ kiến thức trọng tâm hữu cơ lớp 12 luôn ạ. Cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi live stream ngày hôm nay của chú Bình. Hoàng Thị Tú, hello, chào Lê Kiều Mị nhá. Hello, chào Lê Kiều Mị. Lê Kiều Mị đang share video live stream của chú Bình rồi. Gửi quà luôn cho Lê Kiều Mị ạ. Đấy, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi live stream của chú Bình. Rất hân hạnh được phục vụ các cháu ạ. Rất hân hạnh được phục vụ các cháu. Hello, chào Phương Thảo ạ. Hello, chào Phương Thảo. Chú Bình sẽ gửi quà nốt cho bạn Dịu với bạn Tú nữa thôi nhá. Cháu nào mà comment đáp án và share video live stream ở đây, bạn Phương Thảo có quà rồi. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi và ủng hộ cho chú Bình ạ. Đây, chào cháu Dịu. Đây, cháu Dịu đây rồi. Học chống liệt chính xác ạ. Các cháu giúp chú Bình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video live stream này. Chú Bình sẽ giúp cho các cháu bị chống liệt hóa. Hello, chào cả nhà. Đây, gửi nốt quà cho cháu Dịu thôi nhá. Là đủ 10 cháu rồi. Sau đó chú Bình sẽ lại hẹn gặp lại các cháu ở phần bonus tặng quà ở câu số bao nhiêu ạ? Ở câu số 70 các cháu nhá. Comment đáp án nhiệt tình vào và chúng ta sẽ lại bonus tặng quà ở câu số 70. Chúng ta sang câu số 60 ạ. Kim loại nào sau đây tan tốt trong nước dư ở điều kiện thường ạ? Kim loại nào sau đây tan tốt trong nước dư ở điều kiện thường ạ? Tan tốt trong nước dư ở điều kiện thường nhá. Vậy ở đây chúng ta lưu ý là nó tác dụng với nước ở điều kiện thường. Vậy thì magie không, bari không, nhôm không mà tác dụng được với nước ở điều kiện thường thì chỉ có anh nào thôi ạ? Natri ạ. Câu số 61. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2O4 loãng ạ? Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2O4 loãng ạ? Vậy ở đây chúng ta có này, fructose là monosaccharide thì fructose và glucose thì không bị thủy phân trong dung dịch H2O4 loãng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Saccharose bị thủy phân, man amylose bị thủy phân và amylopectin cũng bị thủy phân nốt ạ. Ok ạ, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Các cháu có hiểu không ạ? Chúng ta sang câu tiếp, câu số 62 ạ. Ở điều kiện thường, X là chất rắn dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh và không xoắn. Không phân nhánh và không xoắn, dạng sợi màu trắng. Vậy nó chỉ có thể là cellulose ạ, bỏ ngay tinh bột và xác ạ. Thủy phân X là thủy phân sen trong môi trường axit thì thu được Y. Vậy thủy phân sen thì ta thu được glu chứ không phải ferric ạ. Vậy loại đáp án A nốt ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Bởi vì Y còn được gọi là đường nho, vậy nó chỉ có thể là glucose thôi các cháu ạ. Chỉ có thể là glucose thôi ạ. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 63. Một câu hỏi về hình vẽ thí nghiệm mà chú Minh cực kỳ thích ở trong cái đề sở Hà Nội này ạ. Hãy giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này, bởi vì đây là một video mà chống liệt hóa. Thực hiện thí nghiệm như trong hình vẽ bên, hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 là... Ok ạ. Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3, các cháu nhìn kỹ không ạ? Nước vào CaC2. Thế ở đây chúng ta nắm được phương trình này là phương trình lớp 11 ạ. CaC2 cộng với nước thì nó sẽ tạo thành CaO4.
OH2 lần cộng với lại C2H2 ạ. Vậy thì cái khí sinh ra ở đây cho vào trong cái bình tam giác này là C2H2. Vậy mình sẽ có là C2H2 cộng với lại AgNO3 trong NH3 thì nó sẽ tạo thành C2AG2 các cháu ạ. Và anh này là kết tủa màu vàng các cháu nhé. Các cháu lưu ý là anh này là kết tủa màu vàng ạ. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Sang câu 64. Cho sắt tác dụng với chất nào sau đây thu được hợp chất là sắt 3? Cho sắt tác dụng với hợp chất nào sau đây thì thu được hợp chất là sắt 3? Sắt mà tác dụng được với HCl thì tạo thành FeCl2. Được chưa? Sắt mà tác dụng với lại khí clo thì tạo thành FeCl3. Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta là đáp án B. Ở trong cái đề này chúng mình thích một điều nữa là đúng như Bộ Giáo dục nói là phần kiến thức khó chủ yếu ở phần học kỳ 1, chứ còn phần học kỳ 2 thì không có. Thế nên là đề sở Hà Nội là làm rất đúng với cái điều này ạ. Chúng mình rất là thích luôn ạ. Câu số 65. Câu số 65 này có một skill cực độc của chúng mình ạ. Glu ạ. Glu ala, đây chúng mình ghi rõ. Glu ala, glu ala 0,1 mol mà đớp nhau với cao H dư đun nóng sau phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thì các cháu lưu ý nhá. Thế thằng glu, axit glu này của chúng mình có hai nhóm COH. Vậy glu này khi đớp với KOH thì nó sẽ bỏ hai hydro và chêm hai kali vào, bởi vì do nó có hai nhóm COH. Còn cháu ala này do chỉ có một nhóm COH nên nó sẽ bỏ một hydro và thêm một kali. Vậy ở đây bây giờ chúng mình đi bảo toàn số mol của nhóm glu. Glu đây là 0,1. Vậy thì anh này là 0,1. Bảo toàn ala thì anh này là 0,1, vậy ala là 0,1 ạ. Vậy đến đây bây giờ chúng mình làm một câu chuyện cực kỳ đơn giản là chúng mình đi bảo toàn kali. 0,1 nhân 2 là bằng 0,2 cộng 0,1 nhân 1. 0,1 nhân 2 cộng 0,1 nhân 1. Vậy KOH là 0,3 mol. 0,3 mol, vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ. Và rất nhiều cháu bị toang khi tô đáp án D ạ. Số rất là nhỏ dành cho các cháu ạ. Số cực nhỏ luôn ạ. Đáp án đúng phải là đáp án B ạ. Được chưa ạ? Đừng để sai những câu dễ như thế này ạ. Học chú Binh thì không bao giờ có chuyện sai những câu dễ như thế này ạ. Bởi vì chú Binh có ôn bài đúng không ạ? Có tổng ôn ạ, có rất là kinh điển ạ. Ok, sang câu 66 ạ. Trong số các loại tơ sau có bao nhiêu là loại tơ hóa học ạ? Trong số các loại tơ sau thì có bao nhiêu là tơ hóa học? Thì các cháu lưu ý này, tơ hóa học là bao gồm là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp. Tơ nhân tạo và tơ tổng hợp. Vậy là loại bỏ thằng tơ thiên nhiên thôi ạ. Vậy là loại bỏ thằng tơ thiên nhiên thôi. Vậy ở đây chúng ta có này. Tơ nitron là tơ hóa học, visco hóa học, nylon 6,6 cũng hóa học, capron cũng hóa học. Vậy ở đây mình có 1 2 3 4 tơ, 4 loại tơ đều là tơ hóa học hết. Vì vậy nên là ăn chặt cả 4 luôn ạ. Đáp án đúng là đáp án B ạ. Rất là dễ dàng thưa ạ. Đấy ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Rất là vui khi mà các cháu nhiệt tình comment đáp án ạ. Hãy giúp chú Vinh tag các bạn bị mất gốc vào trong video này ạ. Câu số 67 ạ. Dung dịch FeCl2 không phản ứng với thằng nào ạ? FeCl2 thì chắc chắn ăn NaOH hay ăn NaOH rồi. FeCl2 và cộng với lại NaOH thì tạo thành FeOH2 lần các cháu ạ. Kết tủa cộng với NaCl. Vậy đề bài hỏi không, đây có phản ứng, vứt. FeCl2 do nó còn tính khử nên nó tác dụng với clo để nó tạo thành FeCl3. Được chưa? Vậy là cũng có phản ứng ạ. FeCl2 thì không ăn được HCl nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Chứ còn FeCl2 do là sắt dương 2 cũng tác dụng được với KMnO4 để lên sắt dương 3 nhá. Vậy là ở đây dung dịch FeCl2 không tác dụng được với dung dịch HCl, các cháu nhớ nhá. Các cháu nhớ đấy. Câu số 68 ạ. Sang câu số 68. Ui, các cháu ơi, làm xong câu 68 này được 7 điểm rồi. Ngon lành cành đào luôn ạ. Làm xong câu 68 này là chúng ta được 7 điểm. Ngon lành cành đào luôn, sướng chặt luôn ạ. Sướng không ạ? 7 điểm. Ui, 7 điểm dễ thế. 7 điểm dễ như húp cháo các cháu nhỉ. Ui, 7 điểm làm sao mà lại dễ vậy. Đây nha, chúng ta cùng xem nhá. Nào, chúng ta cùng xem nhá. Ok ạ. Nào, câu số 68. Phenin amoni clorua là muối dễ tan trong nước. Phenin amoni clorua là C6H5NH3Cl. Đúng là muối này dễ tan trong nước thật. Đúng. Dung dịch alagli có phản ứng màu bí ure. Cái này sai. Alagli không thể phản ứng màu bí ure được. Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím cũng sai. Anilin không làm đổi màu quỳ.
Tonitron 6,6 thuộc loại tơ polyamide, cái này cũng đúng. Ở thế vậy thì phát biểu sai, đây là cả B và C. Chúng mình nghĩ rằng ở đây là do là cái chị và chúng mình thuê gõ đề gõ nhầm. Thế nhưng mà thôi không sao, chúng ta chọn được cả B và C các cháu nhá. Câu 69 ạ. Câu 69 ạ. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucose. Glucose là C6H12O6. Chúng ta tìm được số mol của nó là 27. 27 chia 180 thì bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì các cháu chú ý cho chúng mình nhé, một thằng glucose, bên trong một thằng glucose này thì có một nhóm chó, và một nhóm chó này luôn ăn hai hàng bạc. Được chưa? Nó luôn ăn hai hàng bạc. Vậy anh này là 0,15 thì 0,15 nhân 2 bằng 0,3. 0,3 mà nhân với 108. 0,3 mà nhân với 108 thì bằng 32,4 gram. 32,4 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Vậy hoàn toàn đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án A, rất là dễ ạ. Sang câu 70 ạ. Ui các cháu ơi, 72 là được 8 điểm rồi đấy. Không khó khăn như cái đề về chuyên khoa học tự nhiên làm le cổ với được 8 điểm. Đây đề này vù vù vù, đây là câu này câu lấy 7,5. Thủy phân tripalmitin. Thủy phân tripalmitin C15. C15 nhá. C15. H31 COO tất cả 3 lần C3H5 trong dung dịch NaOH thu được glycerol và muối C15H31COONa cộng với lại C3H5OH tất cả 3 lần. Được chưa? Vậy công thức của muối X là C15H31COONa, các cháu nhìn rõ chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta ở câu số 70 ạ. Câu số 70, đáp án đúng của chúng ta là C15H31COONa. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A phải không cháu? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok ạ. Dễ không ạ? Câu số 71. Ui ngon lành cành đào nhờ. 71. Ui đi thi mà cũng như thế này thì ngon quá. 71. Để hòa tan hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp gồm 4,64, các cháu chú ý nhá. Hỗn hợp gồm FeO này, Fe2O3 này, Fe3O4 này. Đề bài bon nốt thêm là số mol của FeO bằng số mol của Fe2O3. Thế thì khi mà đề bài mà cho ta số mol của FeO bằng số mol của Fe2O3 rồi thì ngay lập tức chú Binh sẽ quy đổi cái nhóm này về hết thành anh Fe3O4. Tại vì Fe3O4 chính là cái hỗn hợp của FeO ngậm một Fe2O3. Vậy chúng mình tìm được số mol luôn là 4,64 chia cho 232 thì bằng 0,02 mol các cháu nhé. Bằng 0,02 mol. Đây các cháu nhìn kỹ này. Nhiều cháu giải câu này bằng cách viết phương trình, nhưng những chữ cháu nào mà học chú Binh, và kể từ ngày hôm nay thì chú Binh dạy các cháu một skill cực kỳ kinh điển. Một oxy trong oxit thì luôn ăn 2H cộng để tạo thành H2O ạ. Luôn ăn 2H cộng để tạo thành H2O ạ. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được số mol oxy trong oxit bằng 0,02 nhân 4. 0,02 nhân 4 thì bằng 0,08. Vậy suy ra được số mol H cộng bằng 0,08 nhân 2 bằng 0,16 ạ. Vậy chúng ta tìm được số mol H cộng bằng 0,16. Vậy ngay lập tức chúng ta suy ra được số mol HCl bằng 0,16 chia cho 1. 0,16 mà chia cho 1 thì bằng 0,16. Vậy đáp án đúng này của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng này của chúng ta là đáp án A. Ok ạ, rất là dễ ạ, rất là sướng ạ. Nào sang câu số 72 nào các cháu ơi. Nào sang câu số 72. Đã bây giờ chú Minh vừa nãy câu 70 chú Minh quên không tặng quà các cháu ạ. Sorry ạ, sorry các cháu đang theo dõi, nhưng mà câu 72 này comment đáp án mới phê phải không các cháu? Hãy cùng phê với chú Minh vào buổi tối ngày hôm nay bằng cách comment đáp án câu 72 và share video live stream này lại về tường ạ. Bây giờ chú Minh sẽ tặng quà cho những cháu nào mà share video live stream này lại về tường và comment đáp án câu số 72 ạ. Tranh thủ ở đây thì chú Minh review về cái khóa học của chú Minh một chút, là chú Minh có khóa bí kíp luyện đề và chú Minh có khóa học live, chú Minh cũng có khóa tổng ôn. Cháu nào muốn mà đăng ký các khóa đấy bây giờ chỉ còn 250.000 thì hoàn toàn inbox cho chú Minh ạ. Hello, chào Lê Kế. Lê Kế share video live stream của chú Minh chưa nào? Lê Kế chưa share ạ. Lê Kế chưa share, chưa có quà. Hello, chào Phạm Kim Oanh. Phạm Kim Oanh share video live stream của chú Minh chưa đây? Phạm Kim Oanh share rồi đây, gửi quà cho Phạm Kim Oanh ạ. Chè Thái Gái Tuyên ạ. Hello, bạn Phạm Kim Oanh có cái avatar rất là đẹp ạ. Những bạn nào nào chưa có gấu và vã có thể inbox cho bạn Phạm Kim Oanh ạ. Hello, chào cả nhà. Hello, chào Nguyễn Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng Anh share video live stream của chú Binh lại về tường chưa? Cháu này share rồi đây, gửi quà cho cháu luôn. Nguyễn Hoàng Anh đây,
Cảm ơn cháu đã share video live stream của chú Minh ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi video live stream của chú Minh. Hãy share video live stream này bởi đây là một video live stream free và giúp chú Minh tag các bạn của các cháu bị mất gốc vào trong video. À, cái bây giờ sang câu 72 này không còn là tag cái câu mất gốc nữa đâu ạ. Hãy giúp chú Minh tag những bạn mục tiêu cao của các cháu vào trong video live stream này ạ. Bởi vì bây giờ chúng ta sang câu 72 rồi và sang câu 72 này là những cái câu mục tiêu cao ạ. Những cháu nào mà mục tiêu cao thì các cháu giúp chú Minh tag vào đây giúp chú Minh ạ. Cháu này chưa xe ạ, chưa có quà. Hello, chào Nguyễn Ngọc Anh ạ. Chú Minh lại chỉ tặng quà cho 10 cháu thôi nhá. Nguyễn Ngọc Anh xe rồi đây, gửi quà cho Nguyễn Ngọc Anh. Đấy, rất là nhanh thôi ạ. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án là sẽ có quà ngay lập tức thôi ạ. Hello, chào cháu Nguyễn Ngọc Anh nhá. Hello, chào Hoàng Nam. Hello, chào Hoàng Nam. Chú Minh chỉ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất thôi. Chú Minh chỉ tặng quà cho Hoàng Nam này chưa xe này. Hoàng Nam này chưa xe, chưa có quà này. Hello, chào Nguyễn Hồng Sơn. Hello, chào Nguyễn Hồng Sơn. Nguyễn Hồng Sơn đã xe chưa ạ? Nguyễn Hồng Sơn xe rồi. Nhưng mà Nguyễn Hồng Sơn đây, chú Minh gửi quà dưới phần bình luận cho cháu nha. Đây, chú Minh gửi quà dưới phần bình luận cho cháu này. Gửi quà cho Nguyễn Hồng Sơn luôn. Hello, Nguyễn Hồng Sơn ạ. Cảm ơn cả nhà đã và đang ủng hộ chú Minh ạ. Hãy giúp chú Minh tag cho bạn mục tiêu cao cháu vào đây ạ. Bây giờ là tag mục tiêu cao rồi ạ. Đây, cháu này xe rồi. Hello, chào Vũ Thị Thúy Hoài. Chết rồi. Hello, Vũ Thị Thúy Hoài ạ. Sở Hà Nội của Hoài đấy ạ. Chú Minh chỉ gửi quà thêm một cháu nữa thôi rồi sang câu 80 các cháu nhá. Trần Anh Đài, Trần Anh Đài, Trần Anh Đài, Trần Anh Đài, Trần Anh Đài đã xe rồi đây, đã xe rồi đây. Đấy, bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Bước 1 xe video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Vừa nãy chú Minh nhìn thấy cháu Linh Chi Trịnh tên rất là hay nên chú Minh bon nốt tặng quà cho nốt cháu Linh Chi Trịnh nữa. Bon nốt tặng quà nhưng Linh Chi Trịnh lại chưa xe, chưa có quà cháu ơi. Ok, chưa có 72 các cháu nha, rồi hẹn gặp lại các cháu ở câu 50 để có quà. Câu 72 thực hiện các thí nghiệm sau. Câu 72 thực hiện các thí nghiệm sau ạ. Sục khí CH3NH2 vào dung dịch axit glutamic để bài hỏi số thí nghiệm xảy ra phản ứng. Thế chúng ta lưu ý này, CH3NH2 là tính bazơ. Được chưa? Axit glutamic thì có nhóm COOH hai nhóm và một nhóm NH2. Vậy thì chắc chắn là anh này sẽ tác dụng được với anh bazơ này rồi. Vậy A có phản ứng ạ. Được chưa? Đun nóng saccharose trong dịch H24 loãng ạ. Đun nóng saccharose trong dung dịch H24 loãng thì mình có là sắt này bị thủy phân, vì vậy đây là có phản ứng ạ. Sục hiro vào nồi kín chứa triolin. Triolin là C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Và bên trong cái thằng C17H33 này có nối đôi CC. Và bởi vì nó có nối đôi CC nên nó có anhiro các cháu ạ. Được chưa? C có xảy ra. Nhỏ dung dịch brom vào ống nghiệm chứa metin acrylat lắc đều. Acrylat đây ạ. Metin acrylat OO CH3 có nối đôi CC nên nó cũng có cộng hiro luôn ạ. Cho metin format vào dung dịch AgNO3 đun nóng ạ. Metin format là HCOO CH3 và tất cả những cháu nào thuộc dạng HCOO được chưa thì đều có khả năng tác dụng được với AgNO3 trong NH3. Vậy nốt có nốt ạ. Vậy số thí nghiệm xảy ra phản ứng là A B C D E. Chúng ta tổng cộng có 4 thí nghiệm ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Ok. Sang câu 73 đấy ạ. Chúng mình đã vừa nói với cho các cháu biết rằng là tại sao chúng mình lại thích cái đề của Sở Hà Nội. Tại vì đề Sở Hà Nội này kiểm tra lại phần kiến thức của lớp 11. Và cái câu 73 này là một cái câu như vậy ạ. Câu 73 này chúng mình có một skill giải cực kỳ nhanh dành cho các cháu ạ. Không biết các cháu có thích không chứ chúng mình thì cực thích với skill này. Và skill này rất rất nhiều cháu tô được đáp án B và phải quay xe đáp án sai ạ. B không phải đáp án đúng. Hãy cùng nhìn chúng mình giải câu này nhá. 4,26 gram P2O5. P2O5 chúng ta có khối lượng nó là 4,26. Chúng ta rõ ràng khi anh này cho vào dung dịch thì nó tác dụng được với lại nước ạ. Được chưa? Cho vào dung dịch thì nó tác dụng được với nước ạ. Được chưa? Để tạo thành H3PO4 ạ. Chúng ta tìm được số mol của P2O5 bằng 4,26. 4,26 chia 142 bằng 0,03 mol ạ. 0,03 mol thì anh này là P2O5 này, 2 phốt pho này, vậy anh này là 0,06 mol ạ. Được chưa? Và cho anh này vào dung dịch chứa KOH. KOH là X mol ạ và 0,04 mol K3PO4 ạ, 0,04 mol ạ. Được chưa? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch chứa 16,642 gam chất tan, chẳng quan tâm chất tan là gì, chỉ quan tâm khối lượng 16,64 và cộng với nước ạ. Các cháu nhìn kỹ nha, bây giờ đề bài hỏi chúng ta tìm x thì chúng mình có cái skill sau này.
Chú Minh có này. Khối lượng của P2O5 cộng với lại khối lượng của KOH cộng với khối lượng của K3PO4 thì bằng khối lượng của chất tan, bằng khối lượng chất tan cộng với lại khối lượng của nước. Khối lượng của P2O5 chúng ta biết rồi đúng không ạ? Bằng 4,26 ạ, 4,26 ạ. Khối lượng của KOH biết rồi là cộng với lại 56x ạ. Khối lượng của K3PO4 cũng tìm được là bằng 0,04 nhân mở ngoặc đơn 39 nhân với lại 3 cộng với 31 cộng 16 nhân 4 bằng 8,48 ạ, 8,48 ạ. Bằng m chất tan đề bài cho là 16,64 ạ, cộng m nước ạ. Bây giờ m nước thì bằng 18 nhân n nước ạ. Vậy mục tiêu chúng ta đi tìm n nước là xong phải không cháu? Mục tiêu chúng ta đi tìm n nước phải là xong không ạ? Rất là dễ thôi ạ. Thế thì bản chất của thằng nước đây là do thằng H cộng cộng với thằng OH trừ để tạo thành thằng nước phải không các cháu? Đúng không ạ? Đây là phương trình số 1 nha. Đây phương trình sao này, bản chất nó là như vậy. Vậy thì số mol H cộng ở đây là bằng 0,06 nhân 3. 0,06 nhân 3. Số mol OH trừ ở đây là chỉ có x thôi. Vậy thì số mol nước chúng ta có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là không là theo 0,06 nhân 3 là bằng 0,18. Cách tính số 2 là tính theo x. Được chưa? Cách tính số 2 là cách tính theo x. Thế nhưng mà rất nhiều cháu bị nhầm ở đây ạ. Rất nhiều cháu bị nhầm ở đây bởi vì là quên mất là không trừ đi thằng nước ở đây ạ. Bởi vì nước ở đây tác dụng với lại P2O5 nhá, mà một thằng P2O5 mà cộng với lại nước thì nó tạo thành là H3PO4. Đây là 2, đây là 3 thì một thằng P2O5 ăn 3 nước. Mà số mol P2O5 đây là 0,03 và ở đây là 0,09. Vậy số mol nước ở đây phải trừ đi 0,09. Anh này phải trừ đi 0,09 nữa ạ. Vậy ở đây chúng mình có hai trường hợp. Vậy nếu số mol nước là 0,09 chúng mình thế vào sao ạ? Các cháu nhìn nhá. Thế vào sao với số mol nước, với số mol nước bằng 0,09 mà thế vào sao thì chúng mình có là 4,26 cộng 56x cộng với 8,48 thì bằng 16,64 cộng với 18 lần nhân với lại 0,09 thì tới đây chúng mình tìm được x nhá. Thì chúng ở đây chúng mình tìm được x là 16,64 cộng 18 nhân 0,09 trừ đi 8,48 trừ đi 4,26 bằng chia 56 bằng. Đây các cháu nhìn này. Đây các cháu nhìn ạ, 0,098. 0,098 thì gần bằng là 0,099 và rất nhiều cháu tôi đáp án B và chọn ngay đáp án đúng, nhưng mà các cháu không biết là các cháu sai ở đâu ạ. Các cháu biết các cháu sai ở đâu ạ? Nếu mà sai ở đâu thì không cần chú Minh rồi ạ. Nhìn này, các cháu nhìn này, đây này. Nếu mà anh này là 0,09 nhá. Số mol nước là 0,09. Vậy thì cái x này của chúng ta tìm là bằng 0,099 đúng không? 0,099 thì lúc này số mol nước này OH này nó phải tính theo số mol OH là 0,099 trừ đi 0,09 chứ. Thì làm sao nước còn là bằng 0,09 được? Đúng chưa? Vậy ở chúng ta thử lại chúng ta biết là anh này sai. Được chưa? Chỗ này là phải thử lại mới biết là sai ạ. Ok chưa? Vậy bây giờ sang nào? Bây giờ sang trường hợp số 2 là số mol nước thì bằng x trừ đi 0,09. Đây, trường hợp số 2 số mol nước bằng x trừ đi 0,09. Chúng mình thiết nghĩ rằng là ở câu này rất nhiều thầy cô giải sai ạ. Ở đây chúng ta sẽ có là 4,26 cộng với 56x cộng với 8,48 thì bằng 16,64 cộng với 18 nhân với x trừ đi 0,09 ạ. Lúc này chúng ta mới tìm được x ạ. Được chưa? Lúc này chúng ta tìm được x thì chúng ta sẽ có đây, 56 mà trừ đi 18x. 56 trừ 18 bằng 38x. 38x thì bằng 16,64 trừ đi 18 nhân 0,09 trừ đi 4,26 trừ đi 8,48 bằng 2,28. 2,28 vậy đến đây chúng ta tìm x được bằng chia cho 38 thì x bằng 0,06 mol. Lúc này mới đúng ạ. X bằng 0,06 mol. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Các cháu thấy không ạ? 8,25 điểm khá là căng đi ạ. Khá là căng đấy. Các cháu có hiểu cách làm này không ạ? Đấy, đây là một cách giải cực kỳ nhanh của chú Minh Myolin ạ. Đấy, các cháu hãy giúp chú Minh tag các bạn mà mục tiêu cao vào trong video này của chú Minh ạ. Và hãy share lại nó bởi vì đây là một video free ạ. Câu 74 ạ, câu 74 lại là một câu hay nữa. Chú Minh nhớ không nhầm khi mà chú Minh dạy trên lớp off, chú Minh có áp nói về cái vấn đề này là vấn đề rất hay thi. Và kể cả trong lớp tổng ôn của chú Minh thì chú Minh cũng nói về vấn đề này rất là kỹ ạ. Ok, câu 74, mức độ lấy 8,5 điểm. Chú nghĩ đây là một mức độ mà cháu nào cũng muốn đạt được ạ.
8,5 nhân 3 thì bằng 25,5 rồi. Cộng 0,5 nữa thì được là 6 là được 26 điểm, là đỗ rất tất cả gần như hầu hết các trường đều đỗ hết rồi, trừ Y Hà Nội thôi. Câu 74, hãy mô tả hình vẽ. Câu 74. Hãy mô tả hình vẽ nhá, điều chế khí mê tan trong phòng thí nghiệm. Hãy mô tả hình vẽ điều chế khí mê tan trong phòng thí nghiệm. Ở đây chúng ta có số phát biểu đúng này. Đây ạ. Metan ạ. À. Metan ở đây thì chúng ta phải điều chế bằng cách cho CH3 COONa cộng với lại NaOH, được chưa? Để tạo thành CH4 trong môi trường CaO cộng với lại Na2CO3. Thế thì khí metan không có dễ tan trong nước nên cái này là sai ạ. Phải là khí metan không tan trong nước nên mới sử dụng phương pháp đẩy nước ạ. Các chất rắn trong X là, đây các chất rắn trong X là CH3CONa, NaOH đúng chưa? Và CO đúng, chính xác, B đúng. Các ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải có ống nghiệm hơi trúc xuống dưới. Chính xác ạ, các cháu nhìn này, hơi trúc xuống dưới để làm gì ạ? Để cho nước nó không bị tồn đọng ở bên dưới ống nghiệm, để cho ống nghiệm không bị nứt vỡ mà nước sẽ chảy ra như này. Được chưa? Vậy C đúng ạ. À, khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn rồi mới tháo ống dẫn khí. À, cái này là sai ạ. Nếu mà cháu mà tắt đèn cồn rồi tháo ống dẫn khí là toang ạ. Ở đây chúng ta phải là gì ạ? Ở đây là khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn. À đâu, đúng ạ. Cái chỗ này là phải là nhức. Cái chỗ này là câu hỏi hơi mù mờ. Chúng mình nhắc lại cho các cháu thế này nhá. À, kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn rồi mới tháo ống dẫn khí, nó như thế này này. Cái ống dẫn khí này của chúng ta là chúng ta phải, cái hệ thống này thu được xong CH4 chúng ta phải nhấc toàn bộ cái hệ thống là cả cái ống nghiệm, cả ống dẫn khí này ra khỏi nước. Được chưa? Sau đó là mình sẽ tắt ống nghiệm. Sau đó là mình mới tắt cái đèn cồn rồi mới rút ống dẫn khí ra. Vậy là chuẩn là tắt đèn cồn rồi mới rút ống dẫn khí. Nhưng mà tuyệt đối chú ý cho mình này, nếu ống dẫn khí mà còn để ở bên trong dung dịch nước này nhá thì tuyệt đối không được tắt đèn cồn, bởi nếu tắt đèn cồn thì ngay lập tức nước nó sẽ trào ngược trở lại bên trong ống nghiệm và gây cho ống nghiệm bị đứt vỡ. Nhớ chưa ạ? Chúng mình giảng cực kỳ kỹ chỗ này đấy ạ, phải nhớ cái chỗ này cho chúng mình đấy ạ, không là thi vào là toang đấy ạ. Vậy ở đây câu này là nó hơi bị mù mờ, bởi vì không có nói là dắt cái hệ này ra khỏi nước hay chưa. Vậy ở đây bây giờ chúng mình cứ coi như là lôi cả cái hệ này ra khỏi nước rồi thì mới tắt ống nghiệm và rút ống dẫn khí nhá. Vậy thì D này coi như là đúng. Vậy số phát biểu đúng của chúng ta là D, ba nhận định đúng. Ok, các cháu hiểu không ạ? Các cháu hiểu không ạ? Chúng ta sang câu số 75 nhá. Câu số 75 này chúng mình cũng cực kỳ thích luôn, bởi vì câu 75 này nó gần gần sát với lại cái đề minh họa của các cháu nên chúng mình rất là thích giải những câu này cho các cháu, bởi vì làm một cái đề nó phải sát thì mới thích được. Câu 75 ạ. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X cần dùng chất béo thì nó là CXHIO6, cần dùng vừa đủ 3,24 mol oxy, số mol oxy bằng 3,24 mol. Mặt khác thủy phân cháu này hoàn toàn, thủy phân trong NaOH hoàn toàn ăn 3 NaOH thì thu được hỗn hợp gồm hai muối của axit oxalic, đứa nào không thuộc bọn axit này là toang, C17H33COONa và axit stearic là C17H35COONa cộng với lại glycerol là C3H8O3. Thế thì các cháu ơi, chúng mình bảo các cháu thế này này. Chúng mình bảo các cháu thế này nhá, các cháu nhìn này. À, anh chất béo này mà thủy phân thu được hai anh muối mà đều có là C17, vậy thì khả năng cao hoặc là thu được hai muối này hoặc với một muối này, hoặc hai muối này với một muối này, thì nếu mà như vậy thì đều là C17 hết, được không ạ? Đều là C17 hết. Vậy ở đây chúng mình cứ đặt là thằng này là C17HXCOONa đi cho tiện. Vậy hoàn toàn ở đây các cháu có biết cách là nhìn bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon không ạ? Chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, chúng ta tìm được X đi ạ. 3 cộng 17 cộng 1 là 18. 3 cộng với 18 nhân với lại 3. 18 nhân 3 bằng 57. Chỗ này không có trừ nào hết. Vậy x bằng 57. Được chưa ạ? Các cháu có thấy rõ không ạ? Vậy suy ra công thức của anh này nó sẽ là C57H x cộng 33 cộng 35. Xem nhá, 33 cộng 35, 33 cộng 35 cộng 8 trừ đi 3 bằng 73. H73 cộng X, H73 chỗ này thì chú mình ký hiệu là Z đi, cộng Z O6, được chưa? À, biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa 0,04 mol brom. À đây thằng này, mà cộng với brom thì mất màu là 0,04 mol. Úi dồi ôi, đây ạ, số mol brom bị mất màu là 0,04 mol.
nhá. Thế thì mất màu tối đa 0,04 mol thì chúng ta làm được cái gì ạ? Chúng ta chưa làm được cái nước gì hết nhá. Chúng mình khẳng định với các cháu là chúng ta chưa làm được cái nước gì hết. Đề bài yêu cầu, đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của M, là xác định giá trị của anh chất béo này. Khối lượng của anh chất béo này bằng bao nhiêu ạ? Khối lượng của anh chất béo này bằng bao nhiêu ạ? Đấy, một cái câu này cực kỳ hay luôn ạ. Cực kỳ hay luôn ạ. Thế thì bây giờ chúng ta cần đi tìm số mol của chất béo. Thế thì ở đây chúng mình có một cái này cho các cháu như sau. Vậy thì ở đây chúng ta có này. Oxy là biết rồi, brom là biết rồi. Vậy chúng mình có điều như sau. Có phải là đốt cháy thì chúng ta luôn luôn thu được CO2 và nước không ạ? Chúng ta luôn luôn thu được CO2 và nước không ạ? Và chúng mình đặt ở bên trong phân tử thằng chất béo X này có K liên kết pi. Có K liên kết pi. Được chưa? Có K liên kết pi thì K này sẽ gồm có là 3 pi COO. Được chưa? Và K trừ 3 pi CC. Được chưa? Thế đặt K này hơi 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 khó chịu, thế chúng mình đặt là có amon liên kết pi CC thì vậy chỗ này sẽ là A cộng 3 pi đi ạ, cho nó dễ ạ. Vậy thì có phải là có A pi CC thì sẽ ăn amon brom không ạ? Vậy suy ra số mol của thằng chất béo chúng ta sẽ là 0,04 chia A. Được chưa? 0,04 chia A. Được chưa? 0,04 chia A. Ok chưa? Vậy số mol anh này là 0,04 chia A. Nhá, ok các cháu nhìn rõ chưa? 0,04 chia A nhá. Vậy vậy ở đây chúng ta nhìn nhá. Vậy ở đây chúng ta nhìn này, 0,04 mol chia A thì chúng ta sẽ tìm được số mol CO2 là 0,04 chia A nhân 57. 0,04 nhân 57 thì bằng 2,28 ạ. 2,28. Ok chưa? 2,28 nhá. 2,28. 2,28 mol CO2. 2,28 phần A mol CO2 ạ. Được chưa? Vậy thì chúng ta tìm được số mol nước không ạ? Chúng ta hoàn toàn tìm được số mol nước theo A. Bởi vì thế này, chúng ta có cái điều này. Chúng ta có cái điều là luôn luôn có là NCO2 trừ N nước chia N cháy thì luôn bằng số liên kết pi là A cộng 3. Được chưa? A cộng 3 trừ 1. Đúng không ạ? Luôn bằng số liên kết pi trừ đi 1. Vậy hoàn toàn NCO2 chúng ta tìm được là bằng 2,28 phần A. 2,28 phần A trừ N nước chia N cháy là bằng 0,04 phần A. 0,04 phần A thì bằng A cộng 3 trừ 1. A cộng 3 trừ 1 vậy nó là A cộng với lại 2. Ok chưa? Ok chưa? Vậy thì bây giờ cả tử và mẫu của này của chú Minh đều chia cho A đi. Đúng không ạ? Đều nhân với A đi. Đều nhân với A thì cả tử và mẫu đều nhân với A thì chú Minh sẽ có rút gọn được cái biểu thức này. Cả tử và mẫu bên này đều nhân với A thì sẽ được là 2,28 trừ đi A nhân với lại số mol nước chia cho 0,04. Được chưa? Thì bằng là A cộng với lại 2. Được chưa? Bảo toàn E cũng được các cháu nhé. Bảo toàn E cũng được. Ở đây vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ra được là A nhân với lại số mol nước thì bằng 0,04 nhân với lại A cộng 2. Được chưa? Chỗ này là 2,28 trừ đi tụi này ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol nước thì bằng 2,28 trừ đi 0,04A trừ đi 0,08 được bao nhiêu chia cho A. Vậy số mol nước của chúng ta bằng 2,2. Số mol nước chúng ta bằng 2,2. Được chưa? Trừ đi 0,04A. Trừ đi 0,04A. Và chia cho A. Và chia cho A. Được chưa? Vậy cuối cùng bây giờ chú Minh đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là xong đúng không? Bảo toàn oxy là xong. Chúng ta có là 0,04A nhân 6. 0,04 chia A nhân 6 cộng với 3,24 nhân với 2 thì bằng 2,28 chia A nhân 2. 2,28 chia A nhân 2 cộng với 2,2 trừ 0,04A chia A. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được A phải không cháu? Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được A. A bằng bao nhiêu? Đây chủ để chúng mình tính xem nào. 0,04 nhân 6 thì bằng 0,24 phần A. Đây chúng mình nhân hết lên với A đi. 0,24 cộng với 3,24 nhân 2. 3,24 mà nhân với 2 thì bằng 6,48A. 6,48A thì bằng đây. Nhân hết A lên rồi bằng 2,28. 2,28 nhân 2 bằng 4,56. 4,56 cộng với 2,2 trừ đi 0,04A. Được chưa?
Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được là 6,48 và trừ đi 6,48 và trừ đi 0,04A thì bằng 6,44A. 6,44A thì bằng 4,56. 4,56 cộng 2,2 trừ 0,24 bằng 6,52. Ôi sao lẻ thế nhỉ? Vậy ở đây chúng ta tìm được số mol A bằng 6,52. Xem chúng mình có nhầm đâu không ạ? 0,24, 3,24, 2,28 nhân 2 thì bằng là 4,56 cộng với lại 2,2 trừ đi 0,04. 6,52 mà chia cho 6,44 thì hơi lẻ nhỉ? 0,1,01. 1,01 lẻ quá. Ok, đoạn này bảo toàn E ok, nhưng mà chú Minh đang nhỡ giải như thế này mất rồi. Các cháu ạ, đoạn này chú Minh nhỡ giải như này mất rồi. Hay thôi chú Minh đi bảo toàn E nhá. Chú Minh đi bảo toàn E được không ạ? Bảo toàn E thì có ok không ạ? Thôi, cứ làm nốt thế này thì cho ngon nhá. Nào, xem là đằng nào mình theo cái kiểu này rồi. Mình theo kiểu này thì theo kiểu này từ đầu đến cuối đi ạ. Ở đây vậy chúng ta sẽ tìm được là A của chúng ta bằng bao nhiêu các cháu? A này của chúng ta bằng bao nhiêu ạ? A này của chúng ta bằng bao nhiêu? Từ đó chúng ta tìm được M ạ. 0,04, đáng nhẽ nó phải tròn chứ nhỉ? Chúng mình nhìn lại xem chúng mình có bị nhầm đâu không nhá. Đây là 0,04 chia A. Đúng rồi, số mol này 0,04 chia A. Vậy đây là nhân với lại 57, 4,28. Đúng rồi, 2,28A. Anh này nó sẽ còn là 2,28 này chia cho 0,04 phần A này. Đây là A cộng 2. Đúng rồi, chỗ đầu kia là A cộng 3. Đúng. Đây là 2,28 trừ A nhân với lại nước chia 0,04. 0,04 nhân sang đây. 2,28 trừ 0,04 bằng 0,2 bằng 2,2. Bằng 2,2 n nước bằng 2,2 ở đây. A bằng 1 à? A bằng 1. Ok, cảm ơn Trang Selena, chắc chúng mình bấm máy tính nhầm. A bằng 1. Vậy với A bằng 1 thì ngay lập tức ở đây bằng 1. Vậy suy ra số mol thằng này bằng 0,04. 0,04 ạ. Được chưa? Thế thì A bằng 1 thì bằng 0,04 rồi. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ tìm ra được, tìm ra được cái gì ạ? Tìm ra được số mol của Hiro ạ. Tìm được số mol của Hiro bằng 2,2. 2,2 trừ 0,04 bằng được bao nhiêu ạ? Chia cho 1. Chia cho 1 là bằng 2,16. Vậy đây chúng mình tìm được số nguyên tử hydro là nhân với lại 2 chia cho 0,04 bằng số nguyên tử hydro bằng 108. Được chưa? Anh này bằng 108. Vậy suy ra cái anh chất béo này của chúng mình là C57H108O6 với số mol là 0,04. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được khối lượng luôn. 12 nhân 57 cộng 108 cộng với 16 nhân với lại 6 bằng 888 nhân với 0,04 bằng 35,52 gam. 35,52 gam ạ. 35,52 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò các cháu nhá. Ok. Ok ok ok. Nào chúng ta sang câu tiếp theo ạ. Được chưa? Ừ, câu này xét hai trường hợp được. Câu này xét hai trường hợp giải nhanh hơn đấy ạ. Câu này xét hai trường hợp giải nhanh hơn đấy ạ. Giải nhanh hơn nhiều đấy ạ. Câu 76 này. Hỗn hợp este e gồm 2 este đơn chức. Câu 76 các cháu nhá, 76 nào. Hỗn hợp e gồm 2 este e đơn chức đồng phân cấu tạo nhau đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn e CXHIO2. Đốt cháy hoàn toàn e cần vừa đủ oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy bằng 8,064 chia 2,4 bằng 0,36 mol. 0,36 mol thì thu được CO2. Số mol CO2 bằng 14,08 chia cho 44 bằng 0,32 mol. 0,32 mol cộng với số mol nước. Số mol nước bằng 2,88 chia 18 bằng 0,16 mol. 0,16 mol. Ok ạ. Ok ok ok. Ok ạ. Nào vậy, vậy ở đây chúng ta sẽ có như sau ạ. Vậy ở đây chúng ta sẽ có như sau ạ. Chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, chúng ta sẽ tìm ra được số mol này. Đúng chưa? Chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là 0,16 nhân 1 cộng với lại 0,32 nhân 2 trừ đi 0,36 nhân 2. Được chưa? Được bao nhiêu chia cho 2 bằng 0,04. 0,04. 0,04. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là 0,32 chia 0,04 thì bằng 8. Số nguyên tử hydro bằng 0,16 nhân 2 chia 0,04 thì bằng 8. Vậy suy ra công thức của nó là C8H8O2. Được chưa? Anh này là C8H8O2 nhé. Với số mol là 0,04 mol. Vậy là chúng mình tìm được este rồi. Este là C8H8O2. Ok. Tiếp tục này.
Cho canh Este là C8H8O2 này tác dụng với KOH dư. Số mol anh này là 0,04 mà có tối đa 2,8 gam KOH phản ứng, 2,8 chia 56 bằng 0,05 mol. 0,05, các cháu lưu ý chúng mình nhìn kỹ này. Đáng nhẽ là Este đơn chức thì tác dụng với KOH theo tỷ lệ mol 1:1 nhá. Nếu là Este đơn chức thì tác dụng với KOH theo tỷ lệ mol 1:1. Thế nhưng mà ở đây lại là không phải là tỷ lệ mol 1:1. Điều này chứng tỏ bắt buộc phải có một anh Este là Este của phenol. Một anh là Este của phenol và một anh là Este của ancol. Được chưa? Được chưa? Các cháu nhìn rõ không ạ? Được không ạ? Vậy ở đây này, tác dụng với KOH dư thì thu được 7,1 gam 3 muối và A gam ancol. Ancol là A gam. Chú ý là Este của phenol thì có cộng với lại nước nữa ạ. Chú ý là Este của phenol thì có cộng với nước nữa. Thế các cháu lưu ý nhá. Các cháu lưu ý nhìn kỹ này. Các cháu lưu ý nhìn kỹ này. Nhìn thật kỹ vào đây. Vậy ở đây chúng ta bảo toàn khối lượng là xong đúng không? Bây giờ mình chỉ cần tìm khối lượng của nước nữa. Muốn tìm khối lượng nước thì chúng ta chỉ cần tìm Este của số mol Este của phenol. Được chưa? Vậy ở đây chúng mình có này. Một Este của phenol thì ăn KOH theo tỷ lệ là 1:2. Một Este của ancol ăn KOH theo tỷ lệ mol 1:1 mà KOH chia 0,05 chia 0,04 này thì bằng bao nhiêu ạ? 0,05 chia 0,04 1,25. 1,25. Vậy mình có 2 trừ 1,25 thì bằng 0,75. 1 trừ 0,25 thì bằng 0,25. 0,25 chia 0,75 bằng 1/3. Ok chưa? Vậy chúng ta có này, tổng số mol của Este bằng 0,04 mà chia làm 4 phần. Vậy mỗi phần bằng 0,01. Vậy suy ra số mol Este của phenol là 0,01. Số mol Este của ancol bằng 0,03. Vậy số mol Este của phenol thì lại chính bằng số mol nước. Vậy là bằng 0,01. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng là xong. Chúng ta có 0,04 nhân phân tử khối của cháu này là 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 136. 136 cộng khối lượng của KOH là 0,05 nhân 56 cộng với 7,1 bằng với 7,1 là khối lượng 3 muối cộng A gam cộng 0,1 nhân 18 là chúng ta tìm được A luôn. 0,04 này nhân 136 này cộng 0,05 này nhân 56 này trừ 7,1 này trừ đi 0,01 nhân 18 này bằng này 0,96 gam. A của chúng ta bằng 0,96. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Ok chưa? Các cháu ơi. Ở đây có một bạn bạn ấy bạn Bảo Bảo bạn ấy thắc mắc câu 74 thì Bảo Bảo ấy Bảo Bảo vừa xem lại cái chỗ mà thầy vừa giảng nhá. Cái chỗ mà chú vừa giảng thì chúng mình cũng có nói là cái câu này là phần tranh cãi này. Thì vừa nãy chúng mình là giả sử với cái trường hợp là chúng mình lôi hết cả bộ dụng cụ này ra khỏi. Sau đó là chúng mình mới lại là tắt đèn cồn và chúng mình rút ra thì là ok. Thế còn lại nếu mà chúng ta còn có trường hợp số 2. Trường hợp số 2 nhá. Trường hợp số 2 là chúng ta như thế này này. Trường hợp số 2 là chú Minh sẽ Trường hợp số 2 là chú Minh là chú Minh sẽ là không lôi bộ dụng cụ này ra mà chú Minh tắt đèn cồn. Thì là ngay lập tức thì cái thằng này thành sai. Được chưa? Khi kết thúc thì tắt đèn cồn rồi mới tháo dẫn khí nhá. Nếu mà chú Minh chưa lôi hệ này ra khỏi nước nhá mà chú Minh tắt đèn cồn rồi mới tháo dẫn khí là sai vì nó hút nước vào. Thì ở đây chúng ta sẽ có D cũng có thể đúng mà C cũng có thể đúng. Đấy, đây là một cái câu nói mập mờ. Được chưa? Đề thì hoàn toàn nó có thể lỗi mà. Ok chưa? Câu 75 người ta hỏi giá trị của M. Ok, câu 75 người ta hỏi giá trị của M. À sorry, 75 người ta hỏi là giá trị M gam hỗn hợp 2 muối. Úi dồi ôi, cảm ơn Đặng Diệu nhá. Alo các cháu ơi, câu 75 ạ. 75 người ta hỏi chúng ta là khối lượng của 2 muối ạ, chứ không phải là khối lượng của chất béo ạ. Sorry cả nhà. Ở đây ạ, câu 75 người ta hỏi chúng ta là khối lượng của 2 muối. Chúng mình lại đi tìm giá trị của M. Ở đây giá trị của M là bằng 35,25. Đây ạ, M là bằng 35,25. Vậy ở đây chúng ta tìm được không phải là đáp án B đâu ạ. Chúng ta tìm được. Vậy ở đây chúng ta có M muối. Chúng ta ứng dụng công thức nha. Câu 75 này. Chúng ta có này. M muối thì bằng M chất béo cộng với MnaOH trừ mglycerol. Đúng không ạ? Vậy M chất béo chúng ta tìm được rồi là bằng 35,52. 35,52 cộng với MnaOH thì chỗ này là 0,04 thì nó sẽ ăn 3 lần NaOH là 0,04 nhân 3 là bằng 0,12.
0,12 nhân 40 trừ đi 0,04 nhân 92. Vậy hoàn toàn đấy chúng ta sẽ bằng là 35,52 cộng với 0,12 nhân 40 trừ 0,04 nhân 92 bằng 36,64 ạ. 36,64 gam ạ. Vậy đáp án đúng của câu 75 chúng ta phải là đáp án C ạ. Ok ạ. Ok ạ. Cảm ơn cháu đã nhắc nhở chú ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi livestream của chúng mình ạ. Hãy giúp chúng mình tag các bạn mục tiêu điểm cao của cháu vào đây ạ. Bây giờ chúng ta đã vừa hoàn thành xong câu mức độ 9 điểm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu mức độ 9,25 cho cái đề này ạ. Câu số 77. Câu số 77. Thực hiện thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là. Này, bari cộng ăn SO42 trừ. Chắc chắn có kết tủa BaSO4 một cháu. Ok. Cháu này thì không có kết tủa được ạ. Không có một cái cation nào cho kết tủa bọn này ạ. H cộng tới dư thì không có tồn tại thằng AlOH3 lần đâu, bởi vì AlOH3 lần lại tác dụng tiếp tục với H cộng. Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào sắt thì mình có là bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng để tạo thành bạc cộng với lại sắt 3 cộng. Vậy có kết tủa. Được chưa? Được chưa? Vậy là ở đây ta sẽ có hai cháu có kết tủa A và D. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò các cháu nhá. Nào mình sang câu số. Nào, các cháu ơi, mình sang câu số 78 nào. Câu số 78. Ok, câu số 78 ạ. Đây nha các cháu, nhìn kỹ nha câu 78 nhá. Hợp chất hữu cơ mạch hở X. Hợp chất hữu cơ mạch hở X C8H12 O5 tác dụng với lượng dư dung dịch, tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH dư mà thu được glycerol là C3H8O3 và hỗn hợp đây ạ, hai muối Y và Z, trong đó muối Y nhỏ hơn muối Z và Y và Z đều không tác dụng với AgNO3 trong NH3. Đấy, các cháu nào người ta phân tích. Được chưa? Được chưa? Thế các cháu nhìn nhá. Bởi vì anh X này có glycerol và tạo thành hai muối đều không tác dụng với AgNO3 trong NH3. Được chưa? Vậy thì khi và chỉ khi nào chúng mình xây dựng nhá, và anh X nó sẽ có dạng này, CH2 này, O này, C, O này, CH2, O này. Được chưa? OOC. Chú ý nha, anh này là tác dụng với lượng dư NaOH đun nóng thu được glycerol và hai muối carboxylat thôi. Không có nói năng gì thêm cả. Vậy ở đây này, 8 này trừ đi này. Chắc chắn là phải có hai trong này. Đây là O5 thế này là đủ rồi đúng không? Một thằng là OH. Đây là 8 trừ đi 5 là còn 3 thôi. Mà lại không có tác dụng với AgNO3 nữa. Vậy cháu này phải là CH3 và cháu này phải là CH5. Được chưa? Vậy ở đây chúng mình có các phát biểu sau này. Acid carboxylic của muối Z có đồng phân hình học. Đây các cháu nhìn xem nhá. Xem đủ hydro chưa này? À, 2 cộng 5 là đây là 10 này. Đúng chưa? À, anh này là 10 tiếp ạ. Đúng chưa? Anh này là thành 14 mất rồi, mà đây chỉ có 12, vậy thì có một anh có nối đôi CC. Vậy chỗ này phải sửa là anh CH3. Vậy cháu này có nối đôi CC ạ. Được chưa? Thế bây giờ vậy nó được tạo bởi từ acid là CH2 nối đôi CHCOOH thì cháu này có đồng phân hình học không ạ? Cháu này không có đồng phân hình học. Vậy là A sai. A sai. Tên gọi của axit Z. Tên gọi của axit Z là nát. Tên gọi của Z là natri. Đây, tạo thành muối thì muối của nó sẽ là CH3CO. Đây. Natri acrylat, natri acrylat. B đúng. C có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X. Đây xem nhá. Đây mình có sẽ có đây một. Đúng chưa? Chất thứ hai ạ, CH2OOC, C2H3, CHOH, CH2OOC, CH3. Đây là chất số 2. Và mình sẽ có chất số 3 là CH2OH, CHOOC, C2H3 và CH2OOC, CH3. Đúng là chỉ có 3 công thức cấu tạo thật. Được chưa? 3 công thức cấu tạo C đúng. Trong phân tử Z có hai loại nhóm chức khác nhau. Đây các cháu nhìn đâu. Nhóm chức ST và nhóm chức OH đúng là hai loại nhóm chức khác nhau thật.
Được chưa? Đúng là hai câu nhóm chữ khác nhau thật. Axit carboxylic của muối Y làm mất máu dung dịch brom. Đây ạ, muối Z lớn hơn, vậy đây là muối Z. Vậy muối Y của chúng ta là gì? CH3COONa. Được chưa? CH3COONa này thì không làm mất máu dung dịch brom. Vậy E sai. Được chưa? Vậy suy ra ở đây của chú Minh có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? B, C, D là phát biểu đúng. Vậy chúng ta sẽ có 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, các cháu hiểu không ạ? Mình sang câu 79 nha. Rất là dễ thôi. Câu 79 này. 79 này hơi bị dài luôn. 79 này hơi bị dài luôn ạ. 79 này khá là cứng luôn nhá. Hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đều đa chức no mạch thở. Lưu ý chú Minh này. Các cháu ơi, sang câu 79 này là phải dùng khá là nhiều nháp, nên chú Minh xin phép tắt cam nhá. Tắt cam đi chứ, tắt cam mặt để cho ta dễ nhìn. Đâu rồi? Cam mặt đâu? Ok. Đấy, câu 79 ạ. Hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z nhá. Đây ạ, hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đa chức no và hở. MX nhỏ, MY nhỏ, MZ đốt cháy hoàn toàn 6,84 gam E thì cần vừa đủ oxy. Số mol oxy 9,408 chia 32 bằng 0,294. Thì thu được nước, chúng ta tìm được số mol nước bằng 4,104 chia 18 bằng 0,228. Mặt khác đun nóng 6,84 gam E. Đây, mặt khác với NaOH vừa đủ cô cạn thì thu được muối T có mạch carbon không phân nhánh, T là muối và không nhánh, và hỗn hợp hai ancol đơn chức đề bài cho kế tiếp cùng dãy đồng đẳng. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được Na2CO3CO2 nước. Chúng ta tìm được số mol nước luôn. 0,864 chia 18 bằng 0,048. 0,048 mol nước. Ok ạ, đề bài hỏi phân tử khối của Y. Thế bây giờ chúng mình bắt đầu giải. Đây ạ. Đầu tiên là chúng mình xét cái phản ứng này, E cộng với oxy để tạo thành nước. Được chưa? Thế thì hoàn toàn đây chúng mình bảo toàn khối lượng. Chúng mình sẽ tìm ra được khối lượng của CO2 và từ đó chúng mình tìm được số mol CO2, được không ạ? Chúng mình bảo toàn khối lượng nhá. Chúng mình có này, 6,84 cộng với lại 0,294 nhân với 32 trừ đi 0,228 nhân 18 bằng, để chia 44, số mol CO2 bằng 0,276. Được chưa? Do ở đây đề bài nói chúng ta là este no đa chức, chưa nói năng được gì. Thế thì tiếp tục ạ, chúng mình nhìn tiếp ạ. Chúng mình nhìn tiếp xuống đây ạ. Các cháu lưu ý ạ. Có phải là ở đây đề bài cho chúng ta nước này, NaOH này. Thế thì đây là este đa chức no mạch hở. Este đa chức no mạch hở. Chưa suy luận được cái gì hết cả. Thế đây nhá, chúng mình tách cái thằng đây này, este đa chức no này thì có phải là chắc chắn bên trong nó có nhóm COO không? Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ đi tìm được bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn oxy chúng mình sẽ tìm được số mol nhóm CO không? Số mol CO trong E, E này thì chỉ chứa nhóm CO thôi mà. Vậy thì hai lần số mol E là chính bằng số mol nhóm, là số mol, nói thế nào nhỉ? Trong E này chứa nhóm chức là nhóm CO đúng không? Bởi đây là este đa chức. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có là bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy sẽ có là hai lần số mol nhóm CO cộng với lại hai lần số mol oxy thì bằng số mol nước. Được chưa? Thì bằng số mol nước cộng với lại hai lần số mol CO2. Được chưa?
thì bằng số mol nước cộng với lại số mol CO2. Vậy hoàn toàn ở đây thì chúng ta có cái gì ạ? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có, đây đây các cháu nhìn nhá. Hoàn toàn đây chúng ta sẽ có này, số mol nhóm CO sẽ bằng, đâu rồi, 2 nhân 0,276 trừ đi 0,228, sorry, cộng cộng 0,228 trừ đi 0,294 nhân 2 bằng, được chưa? Chia 2 là chúng ta tìm được số mol nhóm CO bằng 0,096. 0,096. Mặt khác các cháu lưu ý này, có phải là một anh COO, có phải là một anh COO này, có phải là một anh COO này thì nó chính bằng với lại một nhóm COONa không? Vậy suy ra số mol NaOH chính bằng là 0,096. Suy ra được luôn số mol Na2CO3 bằng 0,096 chia 2. 0,096 chia 2 bằng 0,048. 0,048. Ok chưa? 0,048. Đấy nhá. Thế thì và cũng chính bằng số mol nhóm OH của ancol. Chính bằng số mol nhóm OH của ancol. Ok nhá. Thế mặt khác các cháu nhìn này. Các cháu nhìn vào trong này ạ. Thế thì ở đây chúng ta có này. Ở đây chúng ta có một điều như sau ạ, một điều thú vị như sau đây ạ. Các cháu nhìn nhá. Anh này là carbon, này là bằng là số mol carbon. Số mol carbon. Đây là 0,276 này. Thế thì đây là nhóm CNA này. NA đây này là 0,096 và đây là 0,048 này. Được chưa? Số mol nhóm COO thì lại bằng là 0,096 này. Vậy các cháu nhìn kỹ xem ạ, các cháu nhìn kỹ xem ạ. Vậy thì ở đây bây giờ chúng ta có T muối này, oxy này, N2CO3 này, nước này, trong muối này thì có nhóm CO rồi, cộng với oxy rồi để tạo thành N2CO3 cộng carbon cộng nước, thì có phải là carbon chui tọt hết từ đây vào muối, bỏ đi hai anh ancol đơn chức kế tiếp đấy đi. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tìm được số hiro ở bên trong muối được không ạ? Thế thì muốn tìm được số hiro ở bên trong muối thì do muối này, các cháu làm chúng biện luận muối nhé, do este này, este đa chức, và ancol là ancol đơn chức, đúng chưa? Mà T là muối này, muối này muối phải đa chức, được chưa? Mà T là muối đa chức, vậy thì nó chỉ có khả năng là muối hai chức no hở, được chưa? Muối T này chỉ có thể là muối hai chức no hở thôi, được chưa? Mà thằng T này cộng với lại anh oxy thì ra được số mol nước đây rồi là 0,048, số mol Na2CO3 là bằng 0,048 nữa rồi. Ok chưa? Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy thì tiếp tục các cháu nhìn tiếp nhá. Vậy các cháu nhìn tiếp nhá. Bởi vì như vậy nên suy ra muối này của chú Minh nó phải là muối hai chức. Vậy anh này sẽ có dạng là RCOONa tất cả hai lần, và chúng ta sẽ tìm được số mol của muối luôn. Bảo toàn natri là 0,048 nhân 2 chia 2. Vậy số mol của này bằng 0,048. Được chưa? Số mol của anh này bằng 0,048 rồi. Thì chúng ta lại nhìn thấy một điểm sau. Vậy suy ra là số hiro ở trong muối ạ. Số hiro ở trong muối thì sẽ bằng là 0,048 nhân 2 sẽ bằng là 0,048 nhân 2 chia 0,048 thì bằng 2 ạ. Ôi một anh muối cực kỳ đặc biệt, có hai nhóm CONA và có hai hiro, vậy chắc chắn nó chỉ có thể là anh CH2 COONa COONa thôi ạ. Được chưa? Dễ không ạ? Được chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được M muối, bởi chúng mình biết được số mol muối là bằng 0,048 rồi. Vậy chúng mình tìm được M muối sẽ bằng là 0,048 nhân với 14 cộng với lại 44 nhân 2 cộng 23 nhân 2 bằng 5,088 ạ. 0,048. Xem từ từ hình như chúng mình tính nhầm. 14 cộng với chỗ này là 67 nhân 2 bằng nhân với 0,048 bằng 7 đấy, biết ngay, 7,104 gam. M muối của chú Minh bằng 7,104 gam, mà số mol của NaOH bằng 0,096. Đề bài hỏi chú Minh là phân tử khối của Y của anh. Kinh phết nhỉ. Vậy ở đây bây giờ chú Minh đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì chú Minh có khối lượng của este là đề bài cho ông ta bằng 6,84 gam. 6,84 cộng khối lượng của NaOH là 0,096 nhân 40 thì bằng khối lượng của muối là đề bài là mình vừa tìm được bằng 7,104 cộng khối lượng của ancol. Và đến đây chúng mình sẽ tìm được khối lượng của ancol sẽ bằng
là 6,84 cộng với 0,096 nhân 40 trừ 7,1 7,104 bằng 3,576 g. M ancol bằng 3,576 g. Thế mà chúng ta đã biết được là số mol của ancol. Đây các cháu nhìn này, số mol nhóm OH, đây là tổng số mol nhóm OH cũng chính là tổng số mol ancol bằng 0,096. Được chưa? Tổng số mol ancol của Chu Minh bằng 0,096. Vậy suy ra phân tử khối trung bình của ancol thì bằng là 3,576 chia cho 0,096 thì bằng 3,576 chia 0,096 bằng 37,25. 37,25. Cháu này lớn hơn 32 và nhỏ hơn 46. Mà đề bài lại nói chúng ta là ancol này là đồng đẳng kế tiếp. Đây đây, đây. Kế tiếp. Vậy chắc chắn một cháu là CH3OH và một cháu là C2H5OH. Được không ạ? Thế mà muối chúng ta biết rồi. Đây ạ. Vậy chúng ta ghép lại thì chúng ta sẽ được 3 thằng este nhá. 3 thằng este thỏa mãn đây. X nhỏ y nhỏ z. Được chưa? Vậy thằng x của chúng ta sẽ là gì ạ? Este x của chúng ta nhỏ nhất. Este x chúng ta nhỏ nhất sẽ là gì? CH2 COO CH3 COO CH3 một cháu. Y CH2 COO CH3 COO CH5 một cháu. Z CH2 COO CH5 COO CH5. Đề bài đấy hỏi chúng ta là phân tử khối của Y. Vậy chúng mình sẽ có thằng Y phân tử khối bằng 14 cộng với 44 cộng với 15 cộng 44 cộng 29 bằng 146. 146. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C. Ok chưa? À, vừa nãy chúng mình có thấy là cháu Hugo bảo câu 15 tính m muối, chú giải lại rồi, m muối là 36,64. Cảm ơn các cháu nha. À, có bạn Nhân Văn hỏi là đồng phân 1 giống 2 thì như là vừa nãy chúng mình viết nhầm ở cái đề nào nhỉ? Vừa nãy chúng mình đúng rồi, chúng mình như cái 1 đâu rồi? Cái tờ giấy đâu? Cái tờ giấy được viết đâu rồi? Đợi chúng mình tí, chúng mình tìm cái tờ giấy. Chúng mình vừa nháp đâu rồi? Đây đây đây, không. Đây 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 đây. Đúng cái 1 giống cái 2. Toang. DCH3 DH DCH3. DOH DCH3 DCH3. À vậy còn một lần nữa, đây là cái thằng số 2 đấy ạ. Sorry các cháu nhá. Cái anh 70 70 mấy nhỉ? 78 ạ. Cái anh 78 vẫn là có 3. Nhưng mà cái công thức của nó đây ạ, CH2 OOC. Được chưa ạ? OH CH OOC CH3 CH2 OOC CH3. Đây ạ, đây là phân số 2. Được chưa? Ok chưa? Ok. Các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu ơi, còn câu 80 này, câu 80 này giống với lại câu trong đề minh họa. Mà câu trong đề minh họa chúng mình chưa kỹ lắm rồi. Thì câu 80 chúng mình gợi ý cho các cháu về nhà làm nhé. Được không ạ? Câu 80 chúng mình gợi ý cho các cháu về nhà làm được không ạ? Đây nhé. Phương, đầu tiên này chúng mình sẽ đặt này là CnH2n cộng 4 O4n2 là amon. C thằng thứ hai đề bài cho đây, chỗ này là chỗ này đề của chúng mình thiếu. Chỗ này chúng mình nhớ là ở trong đề chỗ này là thiếu, trong đề nó sẽ là C m, cái này giống với đề minh họa 2m cộng 3O2na. Đấy, giống với đề minh họa n n. Anh này sẽ là CmH2m cộng 3O2n, đặt là Bmol. Thì chúng mình sẽ có là phương trình đầu tiên là phương trình là A cộng B bằng 0,12 các cháu ạ. Đây là phương trình đầu tiên, A cộng B bằng 0,12. Phương trình thứ hai là phương trình chúng mình bảo toàn E. Phương trình thứ ba là phương trình bảo toàn hydro là xong ạ. Ba phương trình ạ. Là xong ạ. Là xong cái bài này. Đấy thì các cháu ơi, chúng mình hướng dẫn các cháu tới đây thôi. Còn lại là cái video mà giải chi tiết của câu 80 này thì chú Minh mai chú Minh sẽ đăng sau nhá. Còn buổi ngày hôm nay, buổi học ngày hôm nay, thề các cháu là chú Minh đau họng lắm rồi. Xin phép các cháu là chúng ta tạm nghỉ tại đây.
Hẹn gặp lại các cháu vào các tối thứ hai. Các cháu nhớ nha. 2, 4, 6, chủ nhật hàng tuần. Bye bye, chào tạm biệt các cháu. Bây giờ chúng mình phải đi ăn đi ạ. Phê lắm rồi, bây giờ phải đi ăn ạ. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nhá. Bật cam mặt tí chào cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Phê lắm rồi, chú Vinh vừa vẫy dậy block off 2K. 1K từ 5 giờ đến 6 giờ 30, 1K từ 6 giờ 30 cho đến 8 giờ. Phi xe máy về nhà. Chưa ăn gì. Livestream với cháu từ 8 giờ rưỡi cho đến bây giờ. Xin phép các cháu bây giờ chúng mình đi ăn tối. Câu 80 thì nợ các cháu. Hy vọng chúng mình sẽ đăng lên trên fanpage cập nhật nhanh nhất cho các cháu. Bye bye, chào tạm biệt.